Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 661, gặp thần giết thần. Mộ Dung Khanh trầm ngâm hồi lâu, xem ra, trước khi An Công Chúa trở về, chúng ta phải bỏ ra nhiều tiền, trước hết giữ lại tính mạng của Tần Châu. Người ở trong Đại Lao, sao có thể giữ được tính mạng của nàng ta? Cũng không thể cướp ngục chứ, coi như cướp ngục, chúng ta cũng không có đủ người. Tô Thanh nói, tiêu thác cũng phụ hỏa, không sai, cũng không thể đào một đường hầm chui vào trong thiên lao cứu tần châu ra ngoài chứ. Khó, trừ phi bỗng nhiên một tia sét làm nổ đại lao hình bộ. Mộ dung khanh nhìn tiêu thác, đột nhiên đưa tay xoa bóp mặt hắn, không sai, chính là muốn tia sét này, có cái gì so với thiên ý càng làm cho người ta kính sợ. Tần châu oan uổng, cho nên thiên lôi đánh đại lao, thật hoàn mỹ. a à, tiêu thác đánh rất tay hắn, ngốc nghếch nhìn tô thanh, vương gia điên rồi sao? Xét từ đâu ra? lại trùng hợp nổ ở trong nhà lao như vậy tô thanh cười tiêu thác còn nhớ kho lương quân bắc mạc vì sao không còn không âu tiêu thác kêu ô ô hai tiếng vô cùng hung phấn nhưng ngay sau đó lại trầm xuống nhưng chúng ta không biết làm cái kia cũng không thể bây giờ gọi nhà họ chu đưa tới chứ hơn nữa vương phi cũng không ở đây không làm được bồn vương biết làm mộ dung khanh vén tay áo lên đi đi làm việc đi mộ dung khanh nói là biết chẳng qua là thương mai cho hắn biết cách luyện chế, là một đặc công quân y, thương mai rất giỏi những điều này. Thiên tư của mộ dung khanh rất cao, nghe thương mai nói một lần, cũng nhớ kỹ cách làm rồi. Nhưng có lúc, cách làm thì nhớ, nhưng không nắm giữ được lượng, cũng không đạt được hiệu quả mong muốn. Cho nên, hai ngày sau đó, ở gần một trại, luôn nghe thấy từng tiếng vang như tiếng sấm khô khốc. Lại thất bại rồi, tiêu thác rất chán trường ngồi trồm hổm dưới đất, nhìn bùn vương vãi trên đất, nổ thì nổ rồi, nhưng uy lực không kinh người. Mộ dung khanh buồn bực không nói gì đi về, nhốt mình trong phòng, tiếp tục mân mê. Audio điện tử võ tấn bền Hoàng cung Bắc mạc Hôm nay, lão thái thái nhà họ tần vào cung gặp mặt Khang Bình Đế. Người gặp bà ở ngự thư phòng lại không phải Khang Bình Đế, mà là thái giám lưu sư bên người Khang Bình Đế. Lưu sư ngồi ở trên ghế, nhìn lão thái thái đứng ở trước mặt. Lão Thái thái cả đầu tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn hơi có ý cười, nhìn Lưu sư trong cung sắp xếp thế nào rồi. Đã sắp xếp tương đối rồi, nghịch tặc Sở Nguyệt này đã bị giam lỏng, chỉ chờ hình bộ tra hỏi xong là được hạ chỉ. Giọng của Lưu sư chậm chạp nhưng khá uy nghiêm. Tần lão thái thái gật đầu, vậy thì tốt, nhưng cũng phải làm việc cẩn thận, tuy nói bên người Sở Nguyệt không có người đắc lực, nhưng dù sao vẫn có Long lão và đám người mộ dung khanh cung ở Bắc Mạc. Dù sao cũng phải phòng ngừa bọn họ làm gì đó. Mộ Dung Khanh không làm được gì cả, hắn ở Bắc Mạc thậm chí không có người có thể dùng, duy nhất có thể dùng chính là Cao Phụng Thiên, nhưng chấm nhận được tin tức, hắn còn chưa từng đi gặp Cao Phụng Thiên. Tần gia lão thái thái nhíu mày, mắt hạ xuống, giữa lông mi lưa thưa lóe ra tia sáng, điều này lại làm cho ta không yên tâm, nếu hắn không tìm Cao Phụng Thiên, có thể tìm ai? Kỳ Vương không có tiền đồ, lòng lão tướng quân tuổi tác đã cao. Hơn nữa đến nay vẫn chưa biết tình huống, theo lý thuyết, hắn chỉ có thể tìm Cao Phụng Thiên. Ừ, lão thái thái vừa nói như vậy, chấm cũng phải chú ý một chút, mộ dung khanh này quỷ kế đa đoan, lại giả vương năm đó ở Bắc Mạc Lưu lại không ít nhân mạch, lại có quan hệ với An Nhiên, bên An Nhiên, bà cũng chú ý một chút. An công chúa đã rời kinh, đi tìm lạc thân vương. Tần lão thái thái cười lạnh một tiếng, chắc nàng muốn thuyết phục lạc thân vương. Nàng đi tìm tam đệ, Lưu sư, không, sở kính thầm giật mình, nàng dựa vào cái gì cho là mình có thể thuyết phục tam đệ. Chỉ sợ cũng muốn liều chết đánh một trận, giữa người và lạc thân vương không có gì có thể ly gián. Sở kính trầm mặc một chút, đột nhiên ngẩng đầu, trong con người lóe ra sự ác độc không, không thể để cho nàng đi tìm tam đệ, người lập tức phái người đuổi kịp nàng. Hắn ra hiệu một động tác giết người. Tần lão thái thái nhìn vẻ mặt ác độc như vậy của hắn, vẫn hiền hòa cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy thưởng thức, ừ, người có thể nghĩ như vậy, vậy thì quá tốt, đại trưởng phu làm đại sự không cho phép nửa điểm mềm lòng. Sở kính lãnh đạm nói, chấm và nàng tuy là cùng một phụ hoàng, nhưng dù sao tuổi tác cách nhau quá lớn, mấy lần trước ban thưởng cho nàng, nàng cũng không biết xấu hổ mà trả về. Tần lão thái thái nói, làm đại sự phải như vậy, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, Bắc mạc ta đất rộng, nhưng vẫn không bằng các nước phương Nam giàu có và sung túc, muốn giành được nghiệp lớn, phải có người hy sinh, chiếm lấy đại lương và đại chu, là chuyện tổ phụ người vẫn luôn hy vọng, hắn không thể làm được, dù thế nào, người cũng phải làm được, khuếch đại lãnh thổ bắc mạc ta lớn đến chưa từng có mới không phụ sự kỳ vọng to lớn của cha người với người. Bà ta bước lên trước một bước, trong con người lấp lánh sáng lên, người cứ việc yên tâm làm, cho dù người muốn làm cái gì, lão thân cũng sẽ ủng hộ người, bất kể người nào cản con đường của người, lão thân cũng sẽ quét dọn sạch sẽ cho người. Sở kính đi xuống, cầm tay tần lão thái thái, ngoại tổ mẫu, nếu không phải những năm này người vẫn luôn khống chế tần châu, bắc mạc ta cũng sẽ không có bản đồ như hôm nay, hướng phía tây chinh phục nước Đông Lan, nước Tiểu Cốc, xuống phía nam đoạt được Nam Quận, vì bắc mạc ta đoạt được giàu có và sung túc đất, còn có khu duyên hải, chỉ cần công chiếm đại chu, thu đại lương chính là chuyện trong tầm tay, đến lúc đó, chấm sẽ trở thành bá chủ trung nguyên. Bắc mạc của ta không cần ngưỡng mộ người khác, không cần mua lương thực. Được, tốt, có chi khí. Tần lão thái thái vỗ tay hắn, lão thân chính là chờ người làm một trận lớn, hôm nay Tần Châu ở tù, hình bộ xét xử xuống, chỉ ý một chút, quân quyền tất nhiên nắm ở trong tay của người, đến lúc đó, người muốn đánh ai thì đánh. Sở kính cười, cười, lại hơi lo lắng, ngoại tổ mẫu, còn có một chuyện, chấm vẫn luôn hơi lo âu. Chuyện gì, Tần lão thái thái hỏi. Sở kính kéo bà ta ngồi xuống, nói hôm nay Tần Châu ở trong ngục, nhưng bên ngoài rốt cuộc có người chạy vậy cho nàng ta, hơn nữa, vụ án bao nhiêu người quan sát, cho dù hình bộ là người của chấm, cũng không thể một tay che trời, hơn nữa, Tần Châu sợ cũng không phải người hồ đồ, nếu kéo dài quá lâu, xuất hiện biến cố, hoặc là nàng ta đổi lời nói, chúng ta sẽ thất bại trong gang tắc. Nàng ta sẽ không đổi lời nói, chỉ là, Tần Lão Thái Thái suy nghĩ một chút, chỉ là, người nói đúng, rốt cuộc bên ngoài có người chạy vậy cho nàng ta, hôm nay tuy nàng ta ở trong ngục, nhưng vẫn luôn không chính thức thừa nhận, vương hoàng hậu là nàng ta giết, phàm là nàng ta để lộ ra một chút xíu nàng ta bị oan uổng, những bộ hạ tướng sĩ cũ của nàng ta sẽ vì nàng ta sợ là không kể ngày đêm quấy phá. Đáy mắt sở kính thoáng qua một tia lãnh ác không dễ phát giác, chấm chính là lo lắng điều này, chỉ là, nếu Tần Châu ở trong mục sở tội tự vẫn thì sao? Chúng ta muốn hạ thủ là có thể, nhưng sau chuyện này nhất định sẽ bị người cha ra, bộ hạ cũ của nàng ta không tin nàng ta sẽ sở tội tự vẫn cho nên nhất định sẽ điều tra, ở trong ngục hạ sát thủ, hoặc là động đao, hoặc là dùng độc, hai việc này đều không lừa được người, hơn nữa, chỉ sợ sẽ tìm hiểu nguồn gốc, mò tới chúng ta. Sở kính hơi cười, chấm nói là, nếu như nàng thật sợ tội tự vẫn thì sai. Tần lão thái thái ngẩn ra, nhìn hắn, nhất thời, biết ý của hắn. chương 662, ngược lại lại thất sách. Cửa đại lao hình bộ lại mở ra. Tần lão thái thái đi trong lối đi của đại lao, hai bên là tù thất gió thổi không lọt, đèn trên vách tường phát ra ánh sáng yếu ớt chỉ nhìn được đường ở gần. Ngục tốt trong đại lao thấy bà ta, tự giác cúi đầu vấn an. Bà ta không để ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi vào. Sắp đến tù thất của Tần Châu, bà ta thả chậm bước chân, eo hơi còng xuống, kia sự uy nghi không chỉ một đời cũng thu liếm lại, tay lôi ở trên búi tóc một chút, búi tóc đẹp hơi lỏng lẻo, chỉ với một vài động tác đơn giản, cả người trông ngượng ngùng hơn rất nhiều. Thái tổ mẫu. Sau khi bà ta đi vào, Tần Châu vội vàng đứng lên hành lễ. Tần lão thái thái nhìn nàng ta, nhẹ nhàng than thở, "Ngươi lại gầy, thật là muốn mạng thái tổ mẫu." Bà ta vừa nói, dáng vẻ tan nát cõi lòng. Mũi Tần Châu đau xót, "Thái tổ mẫu đừng khổ sở, ta chịu được." "Đều là lão hồ đồ ta hại ngươi." Tần lão thái thái nghẹn ngào, hai giọt nước mắt đục ngầu từ khóe mắt trượt xuống nhưng lại nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác lau sạch tần châu thấy thái tổ mẫu luôn luôn kiêu ngạo cường hãn hôm nay lại chán nản mất hồn như vậy không khỏi đau lòng thái tổ mẫu đừng nói như vậy ngài cũng là ra mặt cho ta ngồi xuống đi để thái tổ mẫu nhìn kỹ ngươi tần lão thái thái kéo tay nàng ta ngắm nhìn nàng ta mặt đầy buồn bã thái tổ mẫu trở về suy nghĩ rồi hình bộ khai thẩm ngày hôm đó thái tổ mẫu sẽ một mình gánh chịu tất cả tội danh ta già rồi, chết không có gì đáng tiếc, người còn trẻ, tần gia cũng cần dựa vào người chống đỡ, sau này, người phải tuân theo tổ huấn tần gia ta, thế đại trung thành với hoàng triều sở gia. Không, tần châu nhanh chóng ngẩng đầu, không thể, nếu ngài thừa nhận chuyện này, cả đời anh minh của ngài sẽ mất hết, hơn nữa, mưu sát hoàng hậu, tội phạt đáng giết, hiện giờ ngài không có công trạng trong người, nếu thừa nhận, chỉ có một con đường chết, ta thì khác. Bắc Mạc xưa nay có thể vì công lao mà chống đỡ, nếu chuyện này ta nhận, nặng nhất chỉ phạt tu. Không, người nghe thái tổ mẫu nói tần lão thái thái nghiêm nghị nói, thái tổ mẫu tuổi tác đã cao, cho dù còn sống, có thể sống mấy năm. Đến lúc đó, người chỉ cần nói là lão thần uy hiếp người gánh vác chuyện này, người hiếu thuận, cam tâm tình nguyện thay ta chịu tội, như vậy, người để lại mỹ danh hiếu thuận, cũng có thể rửa sạch sẽ được tội giết người. Không, tần châu lắc đầu, đau buồn nói, ta tuyệt không thể làm như vậy tần lão thái thái đột nhiên trầm mặt xuống, người luôn luôn nghe lời ta, hôm nay không nghe rồi. Tần châu trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn tần lão thái thái, trong con người đầy nước mắt, thái tổ mẫu, chỉ cần ngài dặn, bất kỳ chuyện gì, ta cũng sẽ vì làm vì ngài, dù là không phải ta mong muốn, dù là vi phạm lương tâm, chỉ cần ngài nói, ta sẽ làm tất cả. Tần lão thái thái khẽ run lên, nhìn nàng ta. Tần châu cũng nhìn nàng, nhưng duy chỉ có chuyện này, ta không nghe người có nghe hay không, lão thân cũng quyết định rồi, chỉ có lão thân nhận chuyện này, người mới có thể thoát thân, người cũng không cần thấy khổ sở lão thân, lão thân tội đáng có, thừa dịp mấy ngày này, lão thân sẽ sắp xếp chuyện sau này, hy vọng sau này ngươi mọi chuyện lấy gia tộc làm trọng, cũng cân nhắc kỹ chuyện trung thân đại sự của ngươi, như vậy, lão thân cho dù ở dưới cửu tuyền, cũng có thể yên tâm. Tần Châu nhìn bà ta, vành mắt ửng đỏ, nàng ta rất đau lòng, đau đến cơ hồ không nói ra lời. Đứa bé ngoan, nghe lời, Thái tổ mẫu đi đây." Tần lão thái thái thấy vẻ mặt này của nàng ta thì biết mục đích đã đạt được. Bà ta đứng lên, đi khỏi tù thất, sau lưng lại truyền tới tiếng của Tần Châu, "Thái tổ mẫu, cuộc đời này người ta kính trọng nhất là ngài, hơn cả hoàng thượng." Tần lão thái thái chợt xoay người, nhìn nàng ta, định từ trên mặt nàng phát hiện chút gì, nhưng trên mặt Tần Châu chỉ có bi thương. Nàng ta định tâm lại, nói, "Đã như vậy thì nghe theo lời của tổ mẫu." tần châu nhìn bóng lưng bà ta đáy mắt dần dần phủ ý lạnh nếu bà ta không tới đây có lẽ nàng ta sẽ tin vào điều đó nhưng bà ta tới rồi bà ta nói bà ta muốn nhận tội muốn khi xét xử công khai nhận tội nhưng nàng ta một chữ cũng không tin lần này bà ta tới với mục đích gì cũng không khó đoán thái tổ mẫu những năm nay ta nghe lời ngài cũng không nghĩa là ta là người ngu ngài sao lại xem ta như kẻ ngu vậy tần châu châm chọc cười trên mặt một mảnh lạnh như băng nàng ta đưa tay lau đi nước mắt chậm rãi đi trở về ngồi xuống muốn nàng ta chết đại khái là bởi vì bên ngoài có người cứu nàng cho nên mới tới chuyến này nếu như nói ngày đó còn có cái gì có thể tránh cha hỏi chính là nàng ta sợ tội tự vẫn nàng ta tự vẫn tội này sẽ bị khép lại không còn khả năng lật bàn mà trên thực tế cho dù nàng ta đối với lời của tô thanh nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn không ác độc xuống tay được thậm chí mới vừa rồi nàng ta vẫn còn đang cho bà ta cơ hội nếu như bà ta nguyện ý thẳng thắn cho nhau biết cái mạng này sẽ cho bà ta nhưng bà ta không nói chỉ luôn dùng ôn tình kế kia dụ nàng lòng tần châu đau không chịu được những năm này nàng ta làm hết thảy cũng là vì tần gia không nghĩ tới cuối cùng nàng ta thành con cờ có thể tùy thời hy sinh của tần gia nàng ta đau nhưng cũng thanh tình suy nghĩ kế sách muốn trốn đi sợ là không thể nào khi cha hỏi, không nhận tội. Cũng không được, thái tổ mẫu thấy nàng ta cự tuyệt nhận tội, nhất định sẽ làm chứng chất khống, hình bộ thượng thư là người của sở kính, khi cha hỏi nhất định sẽ thiên vị. Tuy không đến nổi bị kết án để ra tay, hình bộ lại tự có cách âm độc khác. Lời Tô Thanh Đại Khái là thật. Có không muốn thừa nhận thế nào đi nữa, Tần Châu cũng chỉ có thể thừa nhận, cúi đầu trước sự thật. Nếu như sở kính không chết, tình cảnh của Hoàng thượng rất nguy hiểm binh quyền rơi vào tay hắn đó chính là người người ca thán chẳng qua là nếu nàng ta ra ngoài tội danh cũng không rửa sạch hơn nữa tội danh của nàng ta là dù thế nào cũng không rửa sạch trong đầu nhanh chóng thoáng qua mấy ý niệm nhưng đều không phải là cách lý tưởng mộ dung khanh ngươi nếu phái tô thanh vào gặp ta vậy có cách nào không nàng ta thống kê một chút nếu mình đi ra ngoài có thể điều động binh lực từ sau khi khang bình đế lên ngôi Lòng lão tướng quân hồi kinh và ở lại, Khang Bình đế ban cho hắn một tòa phủ đệ, ở phía tây hoàng thành. Bá hầu phủ khí thế bàng bạc, kiến trúc rộng lớn, là phủ đệ lớn nhất ở Bắc Mạc Kinh Đô Trừ Tần Gia. Hôm nay, cửa phủ nghênh đón một tiểu tử sừng sỏ. Người muốn gặp bá hầu gia của chúng ta, người là người nào, người giữ cửa đánh giá người trẻ tuổi này, hoài nghi hỏi. Người tới chính là đao lão đại, sau khi hắn ta tới Bắc Mạc bị mộ dung khanh phái đi làm một chuyện hôm nay làm xong, dựa theo dặn dò của mộ dung khanh, đến tìm long lão tướng quân, cũng chính là hầu ra bây giờ. Người đại chu, đao lão đại ưỡn ngực nói. Người đại chu, tên gì? Đao lão đại. Nói chuyện thế nào hả? Người còn muốn làm lão đại, người giữ cửa mất hứng. Đao lão đại ngẩn ra, không phải ngươi hỏi ta tên gì sao? Ta tên đao lão đại. Người giữ cửa lẩm bẩm một chút, tuổi còn nhỏ, lão đại lão đại, cũng không sợ xấu hổ đao lão đại lập tức nổi giận, ta là anh cả trong nhà, không gọi lão đại gọi là gì. Ai đang kêu la om sòm, một cô gái đi ra cửa phủ, chỉ thấy trên người nàng mặc xiêm y màu xanh lá cây, mặt mũi tròn trịa, da thịt trắng noán, vừa ra mắt hạnh trợn tròn nhìn đao lão đại. chương 663, lũ lụt cuốn trôi miếu long vương. Đao lão đại liếc nàng ta một cái, không thích vẻ kiêu ngạo trên mặt đối phương, trước kia chưa ở cạnh vương phi, hắn đã phải chịu thiệt thòi từ mấy cô nương kiêu ngạo này rồi. Ta tên là Đao Lão Đại, ta muốn gặp Long Lão Tướng Quân. Bây giờ chó mèo gì cũng gặp được tổ phụ ta sao? Hứ, cô gái nhìn đao to trong tay hắn, hai mắt sáng lên, thái độ đột nhiên thay đổi, người biết chơi đao. Ta còn biết giết người, đao lão đại dứt khoát nói. Thật sao, người còn giết người, nàng ta nhanh chóng nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, vậy ngươi giết một người cho ta xem. Giết cô, Ai bảo ngươi giết ta? Ngươi tùy tiện giết một ai đi. Đao lão đại ngập ngừng, vương phi nhà ta nói rằng không thể giết người một cách tùy tiện, trừ khi được người giao phó. Vương phi của ngươi, ngươi là nô lệ nhà nào? Nàng ta hỏi. Vương phi nhà ta là vương phi của ta, còn có vương phi nào nữa? Đao lão đại liếc mắt nhìn nàng ta, giống như vương phi trên đời này đều có thể so với vương phi nhà hắn ta vậy. Nàng ta thấy hắn rất buồn cười, không có ý muốn để hắn đi hỏi, người tìm ông ta để làm gì? Có việc, có việc gì vậy? Nàng ta hỏi với đôi mắt to long lanh. Đao lão đại ngập ngừng, ta không thể nói cho người biết, ta muốn nói với long tướng quân, chuyện này rất quan trọng. Nàng ta khịt mũi, làm gì gớm? Người nói với ông ta, ông sẽ không nói cho ta biết sao. Chắc chắn không, đao lão đại tự tin nói, vương gia nhà ta không có nói là để cho người khác biết chuyện này. Vương gia nhà ngươi không cho phép nói, ông ta sẽ không nói sao. Ông ta còn không sợ hoàng thượng nữa à, nàng ta kiêu ngạo nói. Đao lão đại cảm thấy nàng như vậy thật nhàm chán, cố tình ngăn cản mình, hắn nghiêm giọng nói, người rốt cuộc có cho ta vào không? Không, nàng ta lùi lại và bày ra tư thế, ngăn cản trừ khi người đánh thắng ta. Nàng ta vừa dứt lời, nắm đấm của đao lão đại, dường như ở ngay trước mắt. Ngươi, nàng ta như muốn ngất đi, đứng không nổi, lảo đảo lui về phía sau, gan người cũng lớn lắm. Bục một tiếng, nàng ngã xuống đất và ngất đi. Người hầu vội vàng bước tới đỡ, lấy dầu thuốc mang theo, xoa vào người nàng ta. Người dám đánh tiểu thư nhà chúng ta. Hai hạ nhân trong phòng vội vàng chạy ra, túm lấy quần áo của đao lão đại, lôi vào trong. Đao lão đại tưởng rằng thế nào cũng vào được nên không chống trả mà để chúng lôi đi. Đang kéo đến chính điện, tình cờ long lão tướng vừa đi ra ngoài, nhìn thấy một đứa nhóc bị người kéo tới tức giận hỏi, làm sao vậy? Hầu ra, hắn ta thật to gan, dám đánh tiểu thư. Người hầu vội vàng lên tiếng mách tội. Đứa cháu được lão tướng quân cưng chiều như tâm can bảo bối, nghe nói bị người ta đánh thì nổi cơn thịnh nộ, tên tiểu tử ngươi, kiếm chuyện tới tận bác hầu phủ của ta, ngươi có mấy cái mạng vậy hả? Cô ta bảo tôi đánh mà, đao lão đại hét lên, nhưng khí thế của hắn ta trông yếu ớt hẳn, vị lão tướng này trông thật dũng mãnh. Nó bảo ngươi đánh, Long tướng quân khịt mũi, vậy ta nói bọn họ đánh ngươi, ngươi phục không? Tại sao lại đánh ta? Đao lão đại rất tức giận, phồng má, mấy người không nói đạo lý. Ngươi đánh người mà còn nói lý à? Long lão tướng quân tức giận nói. Long châu châu cũng tỉnh lại, được người hầu khiêng vô, chỉ vào đao lão đại ngón tay run rẩy, tức giận nói, ông ơi, giết hắn. Trời ơi, nhìn thấy hai mắt cháu mình thâm đen, Long lão tướng quát, được rồi, trói hắn ta lại, đánh một trận rồi nói. Việc đánh người là chuyện của thị vệ trong phủ, vài tên lính canh trong phủ xông tới, muốn ra tay với đao lão đại. Đao lão đại qua qua cây đao to tướng rồi giận dữ nói, tưởng long lão tướng là người có tình có lý, nhưng ông cũng chỉ là loại người man dợ mà thôi. Được rồi, cứ đánh đi, ai sợ ai. võ công của đao lão đại không giỏi nhưng cái tính thô bạo ngang tàng thì quả là đáng kinh ngạc, chỉ cần một nhát đâm, một cây to phía sau người lính đã ngã xuống tất cả mọi người đều sửng sốt, lòng lão tướng như sắp xuất nhãn châu, ông ta quan sát đao lão đại, ngốc nghếch hỏi, ngươi chặt nó sao? Đao lão đại lạnh lùng nói, đây thì tính là gì? Trước đó, ở lương vương phủ, một đao của ta đã khiến cây đa to gấp nửa cây này bị trẻ làm đôi. Thần sắc lộ ra chút tự hào. Lên, Long tướng quân muốn xem năng lực của hắn, hạ lệnh tiếp tục. Nhưng mà, lần này chính là Long Châu Châu ngăn cản, đợi đã, đừng động thủ, không ai được động thủ. Nàng ta run rẩy bước tới và nhìn đao lão đại với ánh mắt ngưỡng mộ, người thật lợi hại, ai đã dạy võ cho ngươi thế? Nghiêm vinh đại nhân, đao lão đại nói, nghiêm vinh từng dạy võ nghệ hắn. Nghiêm vinh đại nhân là ai? Là nghiêm vinh đại nhân, đao lão đại trợn mắt nhìn nàng ta đầy vẻ ngốc nghếch. Tiểu thư, hắn ta đến từ đại chu, người đứng cạnh cửa lên tiếng. Là người của đại chu, long châu châu thốt lên, nắm lấy cánh tay của hắn vậy ngươi có biết vương phi nhiếp chính vương hạ thương mai không đao lão đại nghe nàng nói về vương phi của mình sắc mặt tốt hơn một chút ta đương nhiên biết nàng là vương phi của ta long châu châu trợn to hai mắt đột nhiên kêu vài tiếng là vương phi của ngươi đúng long châu châu dậm chân ngươi đưa ta đi gặp vương phi của ngươi ta muốn gặp cô ấy như vậy không được vương phi của ta không tới bắc mạc Muốn gặp thì phải gặp ở Đại Chu. Ta sẽ đi giả chu với ngươi, ta đi giả chu với ngươi." Long Châu Châu nhảy dựng lên, "Tiểu Thúy, mau thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta đi Đại Chu." Lần trước Hạ Thương Mai đến, nàng ta còn chưa kịp gặp mặt, nên luôn hối hận về điều đó. Khi ông đến đón nàng và ca ca trở về, Vương phi đã quay lại Đại Chu, vì lý do này, nàng đã rất nóng giận. "Châu Châu, đừng lộn xộn nữa." Long lão tướng sắc mặt âm trầm nói đao lão đại nhìn cô, bất giác bật cười và hét lên, chân châu. Đúng vậy, người tên gì? Long châu châu không hề tức giận, hăng hái đi theo đao lão đại. Trước khi chưa gặp Vương Phi, những người xung quanh đều xứng đáng với sự tôn trọng của cô, thật vinh dự khi được phục vụ cô ấy. Đao lão đại cảm thấy gia đình này là kẻ mất trí, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, hắn ta lấy trong tay áo ra hai bức thư, đưa cho Long tướng quân. Đây là một bức thư của Vương gia ta gửi cho ngài đây là bức thư của một người tên là Long bà gửi cho ngài. Nói xong, hắn muốn xoay người rời đi, nhưng nhớ tới những quy tắc lúc trước Phương Phi dậy, hắn cúi đầu, cáo từ. Long châu châu nhanh chóng gọi hắn, chờ một chút. Nhưng đao lão đại đã khuất bóng. Long lão tướng quân nghe hắn nói đã nhanh chóng mở thư, mở ra cái thứ nhất của mộ dung khanh, trong thư chỉ có một câu, người gửi thư chính là cháu ngoại của ông. Long lão tướng hai mắt đỏ lên, vội vàng hét, nhanh lên, dù sao cũng đừng để hắn đi. Bất ngờ, hơn chục binh lính lao ra đuổi theo đao lão đại. Long lão tướng run run mở thư của Long bà. Ông nhớ rằng khi con gái ông kết hôn, Long bà là ma ma theo hầu bên. chương 664, một màn kịch lớn. Ông, có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt ông thay đổi thê thảm, Long châu châu sừng sốt, bắc mạc nổi loạn đã gây ra rất nhiều chuyện. Cô cho rằng đó là chuyện của triều chính. Long lão tướng không thèm trả lời, đọc kỹ từng chữ trong thư. Long bà nói rằng năm đó Long gia, Tề gia gặp nạn, Long Tế và đứa con mới sinh của mình được thị vệ trong phủ đưa đi trốn. Họ chạy đến thuộc địa Đại Chu với thương tích đầy mình. Họ được một người dân họ đau ở thuộc địa cứu, nhưng không bao lâu thì người đó đã chết. Đứa trẻ cũng được một cặp vợ chồng nông dân nhận nuôi. Long bà đã chạy trốn cùng họ, nhưng bị lạc trên đường và tìm đến, bà phát hiện ra rằng Long Tế đã chết và đứa trẻ được nhận nuôi bởi một nông dân và được nuôi dạy rất tốt. Khi đó đã được 2 tuổi, khi bà nhìn thấy cậu nhóc ấy, nó đã béo tròn mùm mìm. Bao nhiêu năm nay bà không dám quay lại kinh đô Bắc Mạc vì sợ bị kẻ thù truy sát và giết hại lần nữa. Cho đến nửa năm trước, đột nhiên có người tìm thấy bà, biết được chuyện của người nông dân kia và đón bà về Bắc Mạc sinh sống. Trong cuộc sống ẩn giật, bà vốn muốn tìm Long Tướng Quân, nhưng chặng đường dài như vậy, lại lớn tuổi, đi lại đã rất khó khăn nên chuyện này cứ phải gác lại hết lần này đến lần khác. Trong lá thư của mình, bà đã giải thích mọi thứ về cuộc bỏ trốn trong quá khứ. "Ông, có chuyện gì vậy?" Khi Long Châu Châu nhìn thấy ông đọc thư, trong lòng rất kích động khiến cô sửng sốt. "Châu Châu, người vừa rồi là biểu ca của cháu. Khi đó, con gái và con dâu của ông đã mang thai, đứa con của Long Tế chào đời trước đó vài tháng, sau đó, mẹ của Châu Châu đã gặp nạn ngay khi Châu Châu vừa sinh ra." Nghĩ đến chuyện đã qua, ông không khỏi chạnh lòng. "Biểu ca Long Châu Châu ngẩn người. Mau, phái người đuổi theo một lần nữa, nhất định phải đưa nó trở lại. Long tướng quân ra lệnh, giọng nói gần như vỡ vụn, mọi người trong phủ nhanh chân chạy ra ngoài. Sau khi mười mấy tên lính ở đó đuổi ra ngoài, họ đã nhìn thấy Đao lão đại. Vừa ra khỏi cửa, hắn chậm rãi bước đi, không ngờ phía sau có tiếng bước chân, mười mấy người đuổi theo, hắn kêu lên, hầu phủ các người đúng là đồ lừa gạt. Hắn biết rằng mình có thể không phải là đối thủ của hơn chục người này, và nếu giết chết một ai đó vậy chuyện khó giải quyết hơn. Vì vậy, hơn chục người đuổi theo, hắn liều mạng chạy trước. Quân lính đuổi theo, Đao Lão Đại cứ thế bỏ chạy. Với võ công không phải cao cường gì, Đao Lão Đại không thể so sánh với những thị vệ ở phủ tướng quân, mới đó hắn đã bị bắt lại. Những người lính này không biết danh tính của Đao Lão Đại hơn nữa còn nhận lệnh khi giọng điệu của lão tướng quan rất nặng nề, nghĩ chắc kẻ này phải về chịu tội. Vì vậy, một cuộc hỗn chiến bắt đầu. Đao lão đại sợ làm người khác bị thương sẽ liên lụy đến mộ Dung Khanh, nên né tránh khắp nơi, nhưng chỉ khi không né được, hắn ta đánh lại một nắm đấm, lại vung một nắm đấm khác xuống. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng bị đánh bầm dập, khi những người sau đuổi kịp thì mặt của Đao lão đại đã sưng lên như đầu lợn, còn đâu thanh niên lương thiện ngày trước nữa. Trời ạ, à mau dừng tay đi người đều biến dạng lão tướng quân còn nhận hàng sao đôi mắt của đao lão đại đã sưng to cảm thấy phẫn uất khi thấy một nhóm người khác phía sau hắn nheo mắt và chém dữ dội từ trái qua phải tự nhiên không đánh ai hắn hét lên ai dám tới ai dám tới ta sẽ giết kẻ đó hiếp người quá đáng hầu phủ lớn như vậy mà ức hiếp một mình ta ta chém chết các người một tên lính trong phủ có võ công hơn người đi lại bấm huyệt đánh đao lão đại bổ nhào xuống đất đao lão đại bị nhấc bổng lên, rồi hai người khiêng hắn chạy về thật nhanh. Long lão tướng lo lắng chờ đợi trong phủ, rốt cục nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, vội vàng chạy ra thì thấy đao lão đại đi vào, xém chút rất luôn trong mắt, giận đến nỗi lửa muốn bốc lên khỏi đầu. Làm sao vậy, ai đã đánh nó? Hồi hầu ra, đợi thuộc hạ đuổi tới, tên nhóc này không làm gì khác hơn là đánh trả. Bất đắc dĩ, thuộc hạ phải đánh lại. Mau giải trừ huyệt đào lão tướng quân tức giận nói. Thấy ông nổi cơn lôi đình, bọn lính không dám lơ là, nhanh chóng tiến lên giải vây cho đao lão đại. Đao lão đại động cơ xương, chợt quay đầu lại thấy bọn họ lấy đao của mình, lòng vừa tức vừa đau, ngồi thụp xuống khóc lớn các người đền cây đao lại cho ta, đền đây. Cây đao này do vương phi tặng, sắc hơn và tốt hơn cây đao ban đầu của hắn, chắc chắn đã bị người ta nhặt được. Long lão tướng nhướng mày, đao của nó đâu? Thuộc hạ đi lấy ngay vài tên quân lính vội vàng chạy đi long lão tướng nhìn thấy đao lão đại ngồi dưới đất khóc lóc trong lòng xót xa vô cùng vội vàng bước tới nhẹ giọng an ủi này đừng khóc nữa sau này ta sẽ cho con nhiều hơn không giống nhau đó là do vương phi tặng cho ta đao lão đại gạt nước mắt vật quý giá nhất của hắn chính là cây đao này quần áo giày dép của hắn cơ bắp trên người hắn đều có được ở đại chu bọn họ có thể nhặt về được mà long tướng quân tự mình kéo hắn đứng lên nhìn đi xuống không khỏi rơi lệ dùng sức tát vào mặt mình một cái bộ dạng của ngươi thế này giống cô ra biết bao nhiêu sao ta lại không nhận ra chứ long châu châu đi tới nghi ngờ nhìn hắn cô ra nhìn giống đầu heo câm miệng câm miệng long lão tướng tức giận mắng thấy cháu gái đột nhiên bụng miệng vội vàng dỗ dành ta không nói con câm miệng là nói bọn họ ông đưa tay chỉ về phía đám lính đang im lặng bên cạnh Bọn hạ nhân nô tài đều đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc, cả người co rụt lại, vì sợ kinh động đến cảnh tượng nhận nhau giữa hai ông cháu. Đao lão đại nín khóc nhìn Long tướng quân, sau đó nhìn Long Châu Châu, các người đang nói cái gì? Ông già này lạ quá, như không tự nhiên lại đánh mình. Đây có thể là chứng loạn thần kinh mà Vương phi thường nói đến. Long lão tướng kéo tay hắn, hưng phấn nói, "Con à, vào nhà nghe ông ngoại nói." Ông ngoại đao lão đại đinh tai nhứt óc ông ngoại của hắn chết đi rồi sống lại ư quê nhà gặp tai họa tất cả các thành viên trong gia đình đều chết ngoại trừ hắn và đao tiểu nhị long châu châu ngây ngốc đi theo nhìn người biểu ca này không biết từ đâu ra mặc dù nàng ta không ngại có thêm một người anh em họ nhưng biểu ca này là người hầu hạ bên cạnh nhiếp chính vương bản thân và người ta không cùng cấp bậc con là cháu của ông mẹ của con tên là long tế là con gái út của ông năm đó hai gia tộc long tề gặp phải đại họa mẹ con đã đưa con bỏ trốn và đến thục địa cha mẹ nuôi sau này của con đã nhận nuôi con ông ông luôn cho rằng con đã chết thật sự là ông trời thương xót thật tốt khi con còn sống nhà họ tề cuối cùng cũng có tương lai lão long phấn khởi nói trong đầu đao lão đại có hai suy nghĩ thứ nhất là ông già này điên thật thứ hai có lẽ vương ra để mình giả làm cháu trai của ông ta để ở bên làm nội gián về phần vì sao Vương gia không giải thích với hắn, chính là để tạo ra phản ứng có phần ngốc nghếch của hắn lúc này. Về phần tại sao Vương gia lại lựa chọn hắn làm nhiệm vụ này, chính là bởi vì hắn thực sự thông minh, điểm thông minh này của hắn khiến hắn có thể lập tức nhận ra tất cả nguyên nhân phía sau. Chương 665, nhiệm vụ của tiểu đao. Trong đầu hắn đang cố nhớ lại lời thoại có hạn mà mình từng đọc qua, muốn thể hiện tự nhiên hơn chút. Nhưng quả thật chí nhớ có hạn hắn còn chưa xem qua tiết mục kịch này, nên một câu thoại cũng không nặn ra được, vì thế hắn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn Long Lão Tướng Quân. Long Lão Tướng Quân thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn thì biết ngay nhất thời hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được, do đó ông ta đã kể lại chuyện năm đó giữa hai gia tộc cho hắn nghe. Lão Tử là giải phân cách của ông già điên đao lão đại. Mộc trải, lần thử nghiệm này cuối cùng cũng có chút kết quả, làm nổ một hố đất. Ba người vô cùng hưng phấn, nếu tăng thêm liều lượng, có lẽ sẽ thành công. Đúng rồi, vương gia, người bảo tiểu đao đi làm nhiệm vụ gì thế? Một mình hắn có thể làm được không? Hắn cũng không quen đường lắm." Tiêu Thác đột nhiên hỏi. "Bảo hắn đi tìm Long bà." Mộ Dung Khanh thu dọn đồ đạc rồi trở về với tâm trạng vô cùng vui vẻ. "Ồ, Tô Thanh và Tiêu Thác cũng không bất ngờ, năm đó sau khi đưa Đao lão đại đến bên cạnh vương phi, họ cũng đã sai người đến nước thuộc điều tra về hoàn cảnh gia đình và thân thế của hắn." nếu không điều tra rõ ràng dùng người cũng sẽ không yên tâm nhưng chúng ta cũng không chắc chắn mà không phải sao tiêu thác nói nên mới bảo hắn đi tìm long bà thật ra trong lòng long bà cũng không chắc chắn năm đó khi phái người đến nước thuộc điều tra họ trực tiếp báo về cho tiêu thác sau đó tiêu thác báo lại cho mộ dung khanh nên tiêu thác và tô thanh biết rất rõ chuyện này long bà cũng được ám vệ đưa trở về bắc mạc có phải không cần lo lắng hay không bởi suy cho cùng Long lão tướng quân tin là được. Ai quan tâm có phải hay không chứ? Nếu Long lão tướng quân gặp được cháu ngoại thì sẽ giống như Long bà nói, ông ta chắc chắn sẽ tin tưởng, ít nhất là hiện giờ sẽ tin, khiến ông già đó vui vẻ thì sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn. Về sau nếu ông ta muốn điều tra, cũng không điều tra rõ ràng được. Trong thôn của Đao lão đại không còn mấy người, năm đó khi hắn phái người đi điều tra, cũng đã nói Đao lão đại được nhận nuôi là do một người phụ nữ ngoại lai mang đến sau khi người phụ nữ đó chết ba mẹ nuôi của đao lão đại đã nuôi dưỡng hắn ta những thông tin này hoàn toàn đủ để chứng thực đao lão đại chính là con trai của long tế về phần người phụ nữ ngoại lai like kia có phải là long tế hay không thì ai biết tuổi tác trùng khớp là được có lẽ là thật thì sao chả trách người không cho đao lão đại vào nô tịch hóa ra là đã sớm có suy nghĩ muốn đưa hắn ta trở về cũng không phải mộ dung khanh lắc đầu tiếp tục đi về phía trước, không cho hắn ta vào nô tịch chỉ vì cảm thấy không cần thiết, về phần đưa hắn trở về, ta ngược lại chưa từng nghĩ qua. Khi đó cũng không có lợi ích gì cả, giày vò qua lại thì có tác dụng gì. Không phải bây giờ đã có giá trị lợi dụng sao, đương nhiên phải lợi dụng triệt để rồi. Ừm, rất phù hợp với tính cách nhân vật, không gian dối không phải con buôn, không có lợi thì tuyệt đối không làm. Ba người trở lại mộc trại, bắt đầu bàn bạc bước tiếp theo trong kế hoạch. Sau khi cứu được Tần Châu, người có dự định gì kế tiếp?" Tô Thanh hỏi. "Đương nhiên là phản công rồi." Tiêu Thác không chút do dự, nói. "Phản công, đó là đánh nội chiến." Tô Thanh lắc đầu, tình hình hiện giờ không giống trước đây, bây giờ Sở Kính không ra mặt, Tần Châu lấy lý do gì để tấn công? Cũng không thể tuyên bố với bên ngoài rằng nàng ta muốn tấn công chính hoàng đế đã nâng đỡ mình được. Thế thì chẳng khác gì đang nói với toàn bộ người trong thiên hạ rằng Tần Châu muốn mưu đồ tạo phản tiêu thác suy nghĩ, vậy trước tiên lật lại bản án cho nàng ta. Không có bản án nào để lật lại cả. Mộ Dung Khanh thản nhiên chêm lời, nàng ta đã được cứu, mặc dù nói chúng ta dựa vào cái miệng của Long Lão Tướng Quân để nói với bên ngoài rằng trời cao đang phẫn nộ, nhưng bản án này thật sự không thể lật lại được. Tần Châu cũng sẽ không đứng ra làm chứng cho thái tổ mẫu của mình đâu. Không thể lật lại bản án, cũng không thể tấn công, chẳng nhẽ cứu nàng ta ra ngoài rồi đưa trở lại Đại Chu là coi như xong. Tiêu Thác khó hiểu. Mộ Dung Khanh và Tô Thanh đồng loạt gật đầu, đúng vậy. Tiêu Thác A lên một tiếng, đây là kế hoạch gì thế? Không phải họ muốn binh quyền sao? Không tìm được xác Tần Châu, Tần Châu vốn dĩ chưa chết, cho dù sở kính nóng lòng thì cũng phải đợi đến một năm sau, nếu không tìm thấy Tần Châu, ông ta mới được phép tuyên bố với bên ngoài về sự sống chết của nàng ta, sau đó nghĩ cách lấy lại binh quyền. Thế nhưng trong một năm này, sở kính chỉ có thể trốn phía sau, cũng không dám giết Khang Bình Đế. Nhưng Tần Châu đi rồi, binh phù rốt cuộc đang nằm trong tay ai? Một năm này, nếu các tướng sĩ bị điều đi, thì không phải vẫn có thể ra trận sao? Tiêu Thác nói, Tô Thanh lắc đầu, tình hình ở Bắc Mạc khác với đại chu chúng ta. Binh phù ở Bắc Mạc vốn chỉ là một thứ phụ trợ, đi kèm, còn quân đội của Bắc Mạc nói trắng ra thì chính là quân đội của Tần Châu. Đương nhiên, sau khi Khang Bình Đế lên ngôi, một vài binh sĩ sẽ do Long lão tướng quân chỉ huy, nhưng bộ đội chủ lực vẫn nằm trong tay Tần Châu. Có vài người nói, họ chỉ thừa nhận một mình Tần Châu, trừ khi Tần Châu thật sự đã chết. Nếu Tần Châu không ký tên và phát lệnh, đại quân sẽ không ra trận. Nhưng nếu sau khi Tần Châu ra ngoài, triệu tập các tướng lĩnh, phân phó tốt mọi việc thì căn bản có thể chắc chắn, cho dù là Khang Bình đế hay là Sở Kính, cũng không có cách nào điều động quân đội ra chiến trường được. Ngược lại, Lão Thái Thái và lão tướng quân nhà họ Tần có lẽ còn điều động được vài người, nhưng nếu muốn tấn công Đại Chu thì phải có được bộ đội chủ lực. Sở Kính cũng không ngốc đến nối cử ra mấy chục triệu, trăm triệu binh sĩ đi tấn công Đại Chu ta đâu, thế thì chẳng khác gì lấy trứng trọi đá cả. Tiêu Thác hỏi, nhưng mà, nếu Sở Kính giết Khang Bình Đế và quay lại làm Hoàng Đế? Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Tô Thanh phủ định, về điểm này người không cần lo lắng. Trong lòng người dân Bắc Mạc, Sở Kính đã chết rồi, nếu ông ta giết Khang Bình Đế rồi lên ngôi thì đồng nghĩa với việc cho Tần Châu cơ hội phản công, ông ta sẽ không tự tìm đường chết như vậy đâu. Tiêu Thác nghe đến đây, thật sự vẫn không hiểu, bèn hỏi, nếu như vậy, cho dù sở kính đạt được mục đích, thì ông ta cũng không thể trở lại ngôi vị đúng không? Hát, người không biết động não sao? Tô Thanh thở dài, nếu ông ta đạt được mục đích, điều đó chứng tỏ không ai có thể uy hiếp được ông ta. Tần Châu cũng đã chết, vậy vì sao ông ta không thể nói chuyện trước đó, Trấn Quốc Vương ra mưu đồ tạo phản, ông ta được cứu đi, sau đó tìm một cái xác khác giả làm mình. Đến lúc đó, Khang Bình Đế chết vì bệnh nặng, ông ta lên ngôi làm hoàng đế, mọi chuyện đều do kẻ thắng lợi là ông ta quyết định, ông ta muốn viết gì chẳng được. Nhưng chỉ cần Tần Châu vẫn chưa chết, quân đội vẫn không nằm trong tay ông ta, thì ông ta sẽ không suốt đầu lộ diện, cũng sẽ không để Khang Bình Đế chết vì bệnh nặng, người đã hiểu chưa? Hiểu, hiểu, hiểu rồi. Tiêu thác gật đầu liên tục, Lần này, hắn thật sự đã hiểu, hắn lập tức bật ngón cái, nói, hai người có thể phân tích thấu đáo được như vậy, quả thật rất lợi hại. Nhưng ngay sau đó, hắn lại hỏi, nhưng mà, nếu Tần Châu không còn sống, liệu sở kính có lôi kéo Long Lão Tướng Quân không? Uy vọng của ông ta cũng cao lắm. Long Lão Tướng Quân cũng thật hồ đồ, đây chính là sao ta lại cử tiểu đao đến bá hầu phủ chứ? Mộ Dung Khanh chậm rãi nói. Nhưng mà tiểu đao không biết cách xử lý chuyện, cũng không biết vòng vo tam quốc. Tô Thanh chừng mắt, nói, người cũng không biết cách xử lý chuyện, cũng không biết vòng vo tam quốc mà. Lại còn không biết xấu hổ nói người ta sao. Tiêu thác hừ một tiếng, nói tiểu đao thì nói hắn thôi, nói ta làm gì. Mộ Dung khanh mở cái giỏ trên bàn ra, lấy ra một củ khoai lang mới làm sáng nay, cẩn thận lột vỏ rồi chậm rãi nhai, nói, nếu tiểu đao thật sự không biết xử lý thì đến lúc đó, chỉ cần ra lệnh cho hắn, hắn sẽ tuyệt đối chấp hành ra lệnh như thế nào? Tiêu thác ngây ngốc hỏi. Tô Thanh lại trừng mắt, bảo hắn đi theo long lão tướng quân, nhắc nhở ông ta, bất kỳ kẻ nào muốn binh quyền trong tay ông ta, cho dù là khang bình đế thì cũng tuyệt đối không, hai chữ thì là không cho. Ừm, nếu dặn dò tiểu đao như vậy, hắn sẽ cố hết sức ngăn cản chuyện này xảy ra, ngược lại coi như chúng ta đã chọn đúng người. Tiêu thác nói như thật. Chương 666, Bổn Vương tin hắn sau khi tần lão thái thái hồi phủ luôn chú ý đến tin tức từ hình bộ bà rất chắc chắn rằng tần châu sẽ dùng mọi cách để minh oan cho bà dù sao đi nữa tần châu cũng đang cho rằng thiên hạ thái bình nhà đầu này đã hy sinh vì tần ra trong ngần ấy năm cuối cùng hy sinh cả tính mạng cũng xem như đây là điều cuối cùng nàng ta làm cho nhà tần tuy nhiên sau khi chờ đợi hai ngày liên tục vẫn không có tin tức gì bà không khỏi hơi lo lắng bởi vì ngày mốt sẽ phải bắt đầu thẩm vấn khi cuộc bắt đầu nếu tần châu thấy bà không làm theo lời hứa mà đi nhận tội trong lòng nàng sẽ suy nghĩ như thế nào liệu nàng có thay đổi dự tính ban đầu của mình chỉ là mặc dù rất lo lắng nhưng trên mặt bập ấy không có biểu hiện gì mẫu thân người thật sự chắc chắn châu nhi sẽ tự sát sao tần lão tướng quân không thể ngồi yên vẻ mặt đặc biệt bất an đừng lo lắng từ trước đến nay con bé luôn hiếu thuận Tần lão thái thái thở một hơi, bất mãn liếc nhìn con trai mình. Ngược lại là con, trước đây con không nên nhiều lời trước mặt con bé như vậy, nói cái gì mà vì cái gia tộc này mà hy sinh. Điều đó khiến con bé cảm thấy không được tôn trọng và sẽ sinh ra thái độ bất kính với gia đình này. Tần lão tướng quân bộc bạch nói, đây là số mệnh của nhà Tần, nó nên hiểu và chấp nhận. Dù có đổi lại là con, con cũng sẽ hy sinh vì gia tộc mà không do dự. Đó là con đừng đặt suy nghĩ của mình vào bất cứ ai, Châu Nhi còn bỏ ra nhiều hơn so với con năm đó. Con bé còn xuất sắc hơn bất kỳ tổ tiên nào của chúng ta trong gia tộc họ Tần. Sở dĩ chúng ta có thể kiểm soát con bé là do nó đã được dạy dỗ rất tốt từ nhỏ, nếu đổi thành người khác mà có công cao như vậy, e rằng đã sớm trở mặt. Tần lão tướng quân thở dài, nếu con bé sinh ra là con trai, thì bác mạc này sẽ là nhà họ Tần của chúng ta. Không, không đúng, ông ta đột nhiên đứng thẳng người, mẫu thân, cho dù không phải là con trai, con bé cũng nắm giữ binh quyền trong tay, nếu nó tạo phản, vậy thì hoàng vị này chẳng phải thuộc về tần gia chúng ta sao? Tần lão thái thái đột nhiên thay đổi sắc mặt, chua chát chửi rủa, nói bậy bạ gì đó. Bao đời tần gia của ta luôn quang minh lỗi lạc, ta sẽ không bao giờ làm chuyện phản nghịch đó, sau này ngươi cũng đừng nhắc tới nữa. Tần lão tướng quân luôn kính trọng thái lão phu nhân, vừa nhìn thấy bà ta bực bội, cũng đành ngậm ngùi, nhưng ông ta cũng không nhịn được mà nói, bên đó có thân thế nào đi nữa, nhưng cũng chỉ là cháu ngoại thôi, còn con mới là con ruột của mẹ, mẹ không thể suy nghĩ một chút cho tần ra hay sao. Ngươi, tần lão phu nhân cả giận, ngươi hồ đồ quá, thật ngu ngốc, ngươi cho rằng thiên hạ này chỉ là một cục thịt mỡ, ai cũng có thể túm lấy hay sao. Giang Sơn này vẫn mang họ chu, nếu cuối cùng rơi vào tay tần ra. Liệt tổ liệt tông tần ra chúng ta đã mang tiếng xấu là phản tặc, chẳng lẽ người muốn làm hoàng đế đến điên rồi sao? Ngay cả tổ tiên cũng phó mặc sao? Tần lão tướng quân bị bà khiển trách cũng không dám nói thêm nữa, tuy nhiên với suy nghĩ trong lòng như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Phản tặc ư, sau này, khi ông ta trở thành hoàng đế, ai dám nói ông ta là kẻ phản tạc? Ông năm nay mới 60, nếu đoạt được ngai vàng sẽ có thể ngồi ở vị trí đó ít nhất 20 năm, chuyện này không phải là rất quang tông diệu tổ, tần gia sẽ nở mày nở mặt hay sao? Tần lão phu nhân xưa nay vẫn luôn biết suy nghĩ của ông ta, thấy sắc mặt ông ta thay đổi, bà nghiêm nghị nói ta cảnh cáo ngươi, ngươi hãy dập tắt suy nghĩ đó đi. Hôm nay, bà lão này có thể hy sinh châu nhi, thì cũng có thể hy sinh ngươi. Tần lão tướng quân biến sắc, mẫu thân đừng lo lắng, con chỉ là tùy ý nhắc tới, không dám ôm ý nghĩ phản nghịch. Như vậy là tốt nhất, tần lão thái thái buồn bực đi, tìm xem hình bộ có tin tức gì không vâng tần lão tướng quân đứng dậy lui về nam quận lạc thân vương phủ vương gia an công chúa đã đi vào danh giới nam quận an nhiên một người đàn ông trung niên dâu quai nón khẽ giật mình lúc trước bổn vương mời nàng tới nhưng nàng không tới lần này lại tới đây làm gì thuộc hạ không biết nhưng sau khi công chúa tiến vào nam quận thì gặp phải ba lần mai phục may mà có thị vệ tuy rằng bị thương nhẹ nhưng cũng không thành vấn đề thị vệ đáp mai phục sao lạc thân vương đột nhiên đứng lên ai mai phục nàng có tìm ra thân phận của kẻ đó không hồi vương ra tuy rằng người của chúng ta đuổi theo sát thủ nhưng lại không biết thân phận của sát thủ lạc thân vương trong lòng thầm nghi an nhiên từ trước đến nay không có xung đột với bất kỳ ai ai định giết nàng hắn xua tay được rồi người phái người đi đón công chúa trước nhất định phải bảo vệ nàng cho thật tốt vâng thuộc hạ cáo lui thị vệ xoay người đi ra ngoài. Lạc thân vương nhìn một người đàn ông trung niên đang ngồi kế bên, tiên sinh, ngài nói an nhiên sao lại tới đây. Ông ta là phụ tá của lạc thân vương phủ thiên cơ tử. Thiên cơ tử khẽ cười, vương ra, ta sợ là có liên quan đến hoàng thượng. Hoàng thượng, người đang nói đến hoàng huynh hay là tên phản tặc sở nguyệt. Tất nhiên không phải khang bình hoàng đế. Lạc thân vương khoanh tay, ta muốn nghe chi tiết thiên cơ tử nói an công chúa trong biến loạn này tuy không trực tiếp tham gia nhưng có thể thấy rằng nàng ta rất vui khi thấy hoàng đế khang bình lên ngôi nói cách khác sợ rằng công chúa đã biết hoàng đế chưa chết cũng biết rằng hoàng đế đã gửi một bức thư cho vương gia để nhờ vương gia giúp đỡ công chúa đến đây để ngăn cản ngài hàm hồ lạc thân vương sắc mặt hơi xứng sờ nàng ta thân là công chúa hoàng gia nhận được đại ân của hoàng thượng ấy vậy mà dám mang lòng phản nghịch hơn nữa dựa vào cái gì mà muốn ngăn cản bổn vương chẳng lẽ lại cho rằng bổn vương sẽ nghe lời nàng ta nói sao vương ra đừng nóng vội thiên cơ tử dâng trà nhấp một ngụm rồi nói tiếp an công chúa là người chu đáo và có tầm nhìn xa nàng ta ủng hộ hoàng đế khang bình có lẽ cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng nghĩ lại chắc hoàng thượng đã có chỗ nào đắc tội với nàng ta nếu không với năng lực của mình tuy nói rằng không thể ngăn cản tần châu và khang bình hoàng đế nhưng cũng có thể tranh giành ngược lại nàng ta không hề làm như thế lạc thân vương gật đầu ừm người nói tiếp đi an công chúa ủng hộ hoàng đế khang bình vì hai lý do thứ nhất là nàng ta chịu được những gì mà hoàng đế đã làm với các nạn nhân thứ hai là vì chính sách chiến tranh của hoàng đế an công chúa đã nỗ lực để bảo vệ mình trong những năm qua bị loại khỏi hoàng tộc không được đối xử như một công chúa và sống như một người bình thường. Có lẽ cô ấy đoán trước rằng nếu hoàng đế tiếp tục làm điều này sẽ dẫn đến sự phản đối của dân chúng, và nàng ta đã tích cực tích lũy tiền trong những năm qua. Số tiền ấy nàng ta đều đem cho dân, tại sao nàng ta lại làm như thế? Vương gia có hiểu không? Lạc thân vương xua tay, tức giận nói, việc nhàm chán như thế, có lẽ là bởi vì muốn nổi danh chăng? Từ khi Hoàng Huynh đăng cơ, tuy rằng không thể gọi là quân vương tài đức, nhưng ít nhất cũng không tệ đối với thiên hạ. Những tin đồn thất thiệt bên ngoài, sát hại nạn dân, Âu cũng là do dân Chu Quốc truyền bậy thôi. Tên mộ dung khanh của Đại Chu Cam Tâm chịu chết, Tần Châu và Sở Nguyệt Lòng lang dạ sói, lời họ nói bổn vương không hề tin. Thiên cơ tử khẽ thở dài, vương ra, người của dạ chu ở bắc mạc của ta không có ảnh hưởng lớn như vậy. Chuyện này có thể không đúng như người ngoài đã nói, nhưng hoàng thượng có lẽ thật sự đã đối xử tệ bạc với nạn nhân bổn vương không tin lạc thân vương lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng những gì ngươi nói hôm nay đều là những điều linh tinh bừa bãi không có sự bình tĩnh và khôn ngoan như xưa có vẻ như cũng bị ảnh hưởng bởi những lời đồn kinh đô đồ cách nam quận hàng trăm dặm lời đồn truyền tới đây ắt hẳn đã bị bóp méo hơn nữa hoàng huynh cũng không phải như trong lời đồn huynh ấy đã toàn lực cứu nạn dân bổn vương tin huynh ấy huynh ấy là một người quang minh lỗi lạc chương 667, huynh muội gặp nhau. Lạc thân vương quả nhiên tuyệt đối tin tưởng sở kính. Bởi vì hai huynh đệ tuổi tác tương đương nhau, nhưng từ nhỏ lạc thân vương rất kính trọng vị hoàng huynh này, nên sở kính cũng rất quan tâm chăm sóc hắn ta. Lạc thân vương chưa từng kết hôn kể từ khi vương phi qua đời, nhưng trong phủ có hai thê thiếp bên cạnh, chỉ nhằm mục đích nối dõi tông đường. Cái chết của vương phi là một sốc lớn đối với hắn, hắn và Vương Phi không phải là được chỉ hôn mà là Thanh Mai Trúc Mã đã lớn lên cùng nhau. Sau khi thành thân, cả hai vô cùng ân ái, khi chết thì Vương Phi đã mang thai được hai tháng. Sở kính nghiệm tình hắn mất đi người thân mà buồn bã, miễn cho hắn ở kinh đô tức cảnh sinh tình, nên giao Nam Giang cho hắn. Vài năm trước, Tần Châu tiếp nhận vùng đất chủ phú ở Nam quận của Đông Hải. Sau đó giao Nam quận cho hắn, điều này như một hoàng ân to lớn. Không những thế, để củng cố thế lực của Nam quận và phát triển Nam quận, Sở Kính đã để lại cho hắn trăm nghìn binh mã, nay đã tăng lên mười lăm nghìn. Nam quận không phải nộp thuế cho triều đình và thu nhập đều thuộc về Nam quận vương phủ để phát triển Nam quận. Do đó, Nam quận ngoại trừ danh tiếng là lãnh thổ của Bắc Mạc, nó thực sự là một quốc gia độc lập. Còn hai thê thiếp bên trong phủ của hắn cũng là do Sở Kính ban cho. Bởi vậy là thân vương tuy rằng không yêu, nhưng đối với hai thê thiếp vẫn một mực kính trọng. Đây là để Sở Kính còn giữ được thể diện, cũng là một loại báo đáp cho Sở Kính. Những năm gần đây, Nam quận tách ra khỏi sự phát triển chính trị, quân sự và kinh tế của Bắc Mạc, tuy không cần đóng thuế nhưng hàng năm Lạc Thân Vương đều gửi một lượng lớn bạc và trang sức vào kinh đô, ngũ cốc cũng liên tục được chuyển đến, trở thành con đường cung cấp kinh tế phía nam cho Sở Kính. Ngày nay, Lạc Thân Vương vẫn còn 15.000 binh lính và ngựa của. Với 15.000 binh lính này, hắn sẽ còn mạnh hơn nữa nếu lúc đó lạc thân vương bị ốm hoặc gặp tai nạn thì mọi việc ở nam quận sẽ do triều đình đảm nhận nam quận giàu có như vậy có rất nhiều đồ trang sức có rất nhiều lương thực tuyển binh mua vũ khí và ngựa đều chỉ chuyện thường lạc thân vương sẽ không nghĩ đến những điều này bởi vì hắn ở đó và tin tưởng vào sở kính tuy nhiên với tư cách là cố vấn thiên cơ tử đã nhìn thấy điều đó rất thấu đáo mọi thứ sẽ bị đảo ngược Nam quận đã phát triển quá nhanh và giàu có trong những năm qua, và có bao nhiêu lợi ích đằng sau nó. E rằng chính vương gia cũng không biết điều đó. Lần này An Công Chúa đến, và thiên cơ tử hy vọng rằng nàng ta có thể mang lại một số thông tin để làm cho vương gia tỉnh táo. Nếu tin tưởng một cách mù quáng vào sở kính, kết cục có thể đoán trước được. Một vị hoàng đế đầy tham vọng, lòng tràn đầy quyền lực và khát vọng, không còn nơi để tình huynh đệ tồn tại. Tiên sinh, đừng nói về những lời nhận xét như vậy nữa bổn vương và hoàng huynh rất thân thiết với nhau ngài ấy muốn làm gì bổn vương đều có thể toàn tâm giúp đỡ và bây giờ huynh ấy đang gặp khó khăn và ngai vàng đã bị cướp mất bổn vương làm sao có thể ngồi yên được cho nên an nhiên có nói gì đi nữa bổn vương cũng sẽ không thay đổi ý kiến hơn nữa các người bố trí nhân lực quản thúc an toàn bổn vương không muốn nàng dính vào chuyện hỗn loạn này là nữ tử lại không tìm một nhà nào đàng hoàng sống cho tốt lại nhúng tay vào những chuyện này làm gì? Thiên Cơ Tử không còn cách nào khác đành phải nói, "Vâng, tất cả là đều nghe chỉ thị của vương gia." Công chúa An Nhiên thực sự đã gặp rất nhiều sát thủ trên đường đi. Sau khi nàng ta đi vào khu vực phía Nam Quân, các sát thủ gần như đã ra tay. Tuy nhiên, rõ ràng những người bắt đầu với nàng không hiểu sức mạnh thực sự của nàng và đã đánh giá thấp nàng, đó không phải là do nàng may mắn hay người bên kia ngu ngốc đây là kết quả của việc nàng ta đã che giấu bản thân mình rất nhiều năm cả sở kính và tần gia đều biết nàng có vệ sĩ bí mật nhưng nàng chưa bao giờ thân cận với những vệ sĩ bí mật này thậm chí còn không có nhiệm vụ giao cho bọn họ làm nàng không tranh không giành ấy vậy mà còn mang tiếng là tham lam tiền bạc mọi người đều tin rằng an công chúa là một người ham lợi nhuận bởi vì điều này không ai bảo vệ nàng ta và không ai nghĩ rằng nàng là một mối đe dọa lần này khi đến nam quận sở kính và tần lão thái thái có lẽ chỉ nghĩ rằng sợ nàng gây chuyện sai người giết nàng mọi để kết thúc mọi chuyện nhưng mục tiêu của bọn họ nhất định không phải ở nàng sát thủ được cử đi cũng không phải võ nghệ cao cường bị thương là do cố ý để cho tam ca biết sở kính nhất định không phải như hắn ta nghĩ khi đến nam quận phủ binh lính và ngựa từ dinh thự hoàng ra đến chào đón An công chúa biết rằng nàng đã thu hút sự chú ý của tam ca kể từ khi nàng vào Nam quận. Công chúa, vương gia hạ lệnh cho bi trước tới đón. Tôn dương thị vệ của vương phủ, đến trước để gặp nàng ta. Phía sau hắn có hơn trăm quân mã cùng kiệu. Công chúa xuống xe ngựa, bôn ba cả một hàng trình dài, còn gặp phải nhiều cuộc phục kích khác nhau. Cực cho tôn đại nhân rồi, công chúa nhìn người đàn ông ra ngâm trước mặt và nói. Công chúa còn nhớ bi trước sao? tôn dương hơi giật mình hắn mới theo vương ra đến kinh đô hai lần cũng chỉ gặp công chúa một lần không ngờ công chúa lại nhớ tới hắn chỉ cần là anh hùng bổn cung không bao giờ quên ăn công chúa mỉm cười tôn dương nhìn thẳng từ anh hùng bị chức không dám nhận tôn đại nhân khiêm tốn quá rồi công chúa đi tới xe ngựa tôn dương muốn đưa tay giúp đỡ nhưng nàng đã tự mình bước lên tôn dương lên ngựa phất tay ra lệnh đi người của công chúa từ từ vào kinh đô và tiến đến vương phủ của lạc thân vương. Lạc thân vương dắt hai thê thiếp đứng hai bên ở cửa, khi huynh muội gặp mặt, vô cùng vui vẻ. An nhiên, mấy năm nay huynh luôn gọi muội đến, nhưng muội lại không đến, tam ca thấy buồn lắm đó. Lạc thân vương cười nói. An công chúa nhẹ nhàng đáp, muội không phải đã đến rồi sao? Nếu muội đến nhiều, e rằng huynh sẽ phải sơ tán khỏi Nam quận. Muội có dọn thì cũng không dọn nổi đâu, Lạc thân vương cười chọc vào chán nàng, vẫn là tính tình tham lam, cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Ai dám cười nhạo muội không cần mạng nữa sao? Công chúa nắm lấy cánh tay của hắn, trên tay quấn băng gạc, trên băng gạc có vết máu đỏ. Bị thương, làm sao vậy? Lạc thân vương cau mày hỏi. Trên đường gặp mấy tên trộm vặt, trong lòng ngứa ngáy, cùng người ta đọ vài chiêu, cũng do tay chân cứng nhắc, vô dụng quá. Công chúa nói một cách mạnh dạn và trung thực, nguội thân là nữ nhi động tay động chân làm gì lạc thân vương nhẹ giọng trách cứ khi bước đi phụ nữ ở bắc mạc của chúng ta cũng không yếu hơn phụ nữ ở những nơi khác tần châu không phải cũng là phụ nữ sao vẫn có đóng góp cho triều đình lạc thân vương nghe xong thì dừng dưng nói ngày trước bổn vương rất ngưỡng mộ tần châu nhưng cuối cùng lại hiểu lầm nàng ta được hoàng thượng sủng ái vô cùng nhưng lại phản bội giúp sở nguyệt dẹp loạn trở thành hoàng đế hắn chỉ muốn tỏ thái độ không để An Công Chúa thuyết phục. Tuy nhiên, An Công Chúa vừa nghe xong thì sững sờ, đứng ngồi không yên, tam ca, huynh nghe những lời này từ đâu vậy? Tần Châu và Sở Nguyệt không phải là phản nghịch, chính là nhị ca dẫn binh vào cung giết chết Hoàng đế, Tần Châu cùng Sở Nguyệt đưa người vào cung, nhưng bọn họ đã chậm một bước, Hoàng Huynh đã bị nhị ca giết rồi. chương 668, lời lẽ sắc bén. Lạc thân vương xua tay, muội cũng tin lời bọn họ nói à, nhị ca là người như thế nào. Thật là hồ đồ quá, xem ra cũng bị bọn họ lợi dụng, chẳng lẽ là Tần Châu với hắn là đồng mưu. Đồng mưu, công chúa mỉm cười, vẻ mặt vô cùng mỉa mai, nhị ca, tự cao tự phụ, lẽ nào lại âm mưu cùng Tần Châu giao lại ngai vàng cho sở nguyệt sao. Lạc thân vương nói, ở kinh đô xảy ra chuyện gì, bổn vương không muốn hỏi. Muội cũng đừng nói về nó nữa. Muội đến đây, bổn vương rất vui, nhưng ta không muốn nghe bất cứ điều gì xấu về hoàng huynh ăn công chúa khẽ thở dài tam ca huynh cho rằng muội từ xa đến đây chỉ muốn ôn lại tình huynh muội thôi sao lạc thân vương bị sự thẳng thắng của nàng ta làm cho chán ghét chế nhạo sở nguyệt phái muội đến đây làm thuyết khách sao tất nhiên muội sẽ không thành công đâu dù sao muội cũng nên che đậy ý đồ của mình cùng bổn vương ôn lại chuyện cũ thì tốt hơn càng nói vào chuyện chính muội như vậy bổn vương chỉ càng thêm chán ghét nghệ thuật ăn nói là đối với người ngoài, đối với người của mình thì không cần phải vòng vo như vậy. Công chúa buông cánh tay, xài bước vào sảnh chính, ngồi xuống và tháo băng trên cánh tay. Vết thương chỉ được băng bó tạm thời, thậm chí còn không có thuốc bôi vào vết thương, nó chỉ được buộc lại để ngăn máu chảy ra ngoài. Cuối cùng, lạc thân vương cũng coi trọng tình nghĩa huynh muội, cao mày nói, bổn vương gọi thái y đến xem vết thương cho muội. Không phải lo, lát nữa muội sẽ tự đi lấy thuốc. Lạc thân vương ngồi xuống, vẫn là cao mày nói, muội là công chúa, làm sao có thể làm cho chính mình giống như thường dân được. Cần phải giữ mình, bảo vệ mình, đây mới chính là bộ dáng mà một công chúa hoàng thất nên có. Ăn công chúa quấn mảnh gạc trên tay, vết máu đã khô, giống như một bông hồng mất đi màu tươi sáng. Nàng cục mắt xuống, lông mi dài lộ ra một hàng bóng dưới mắt, vẻ mặt vô cùng ảm đạm công chúa. muội sinh ra đã là công chúa, cũng giống như những công chúa khác, muội phải chịu khổ sở trong vinh hoa phú quý. Khổ ư, lạc thân vương không vui, muội dùng chữ khổ là không đúng, chẳng lẽ giàu hoa phú quý còn có thể hành hạ người ta sao? Người trong thiên hạ, ai mà không mong cầu có được vinh hoa phú quý? Biết bao nhiêu học tử phải ngày đêm mãi kinh luyện sử, bao nhiêu võ sĩ ngày đêm miệt mài luyện tập, để có thể hưởng vinh hoa phú quý, những thứ muội sinh ra đã có được, người khác phải nỗ lực như thế nào kia chứ? Muội còn chưa hiểu chuyện, thật uổng công phụ hoàng yêu thương muội nhiều như vậy, nếu cảm thấy bị oan ức thì muội có thể không cần hưởng thụ những thứ này. Khi muội sống trong cung, muội đã cố tình tránh những điều này. Đúng vậy, ai mà không muốn được vinh hoa phú quý mãi mãi. Nhưng trong lòng muội rất bất an, vinh hoa phú quý kia của muội là ai ban cho? Phụ hoàng, hoàng huynh, không, đó con dân của Bắc Mạc, hoàng thất của chúng ta đều dựa vào sự cống nạp của dân, hưởng thụ số vinh hoa phú quý này thì phải làm được những chuyện tương đương để báo đáp người dân, muội tự hỏi bản thân rằng mình là một nữ tử lưu lạc, không làm được gì, vậy thì muội than không tận hưởng nó. Còn những điều mà Tam ca nói, học tử thức khuya dậy sớm mãi rúa kinh sách, võ sĩ luyện tập ngày đêm, khi họ công thành danh toại thì có thể sống trong vinh hoa phú quý mà không bỏ ra chút gì sao? Có lẽ một số người thực sự đến vì vinh hoa phú quý, nhưng cũng có rất nhiều người, họ muốn làm điều gì đó, muốn thay đổi đất nước này và muốn làm điều gì đó thiết thực cho người dân đất nước này. Thay đổi đất nước, bắc mạc của chúng ta không tốt sao, cần gì phải thay đổi. Lạc thân vương lắc đầu, này, muội từ nhỏ đã rất quyết đoán, được phụ hoàng khen ngợi, muội có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng xem ra muội đã có ý đồ khác. Khi muội vào Nam quận thấy Nam quận giàu có thịnh vượng, nhân dân an cư lạc nghiệp, kinh doanh quán trà quán rượu phát đạt phát đạt, Nam quận thuộc về Bắc Mạc, nhưng Bắc Mạc lại không phải của Nam quận, nếu Tam Ca cho rằng tất cả cô ả Nam quận hiện nay có thể đại diện cho Bắc Mạc, vậy thì huynh sai rồi. Mấy năm nay Bắc Mạc lâm vào cảnh chiến tranh, ngân khố trống rỗng, bao nhiêu người phải di rời. Gia đình phải ly tán, tất cả công việc đều phải ngừng lại, không có ruộng đất canh tác, quá phụ nhảy xuống sông cùng con nhỏ. Những thứ này ở Bắc Mạc, hiếm thấy sao? Lạc thân vương phản pháo lại, bổn vương cũng đến từ Kinh Đô, cứ ba năm lại quay lại một lần, những gì bổn vương nhìn thấy chẳng khác gì nam quận và nếu bắc mạc thực sự như muội đã nói tại sao bổn vương lại cống hiến cho triều đình hoàng huynh lại viết thư nói không cần kia chứ nhưng mà kết quả vẫn là nhận lấy đúng không mỗi năm cống nạp mỗi năm đều nhận ăn công chúa lắc đầu nhìn lạc thân vương tam ca hoàng huynh là người như thế nào huynh và muội đều biết rất rõ trong lòng hắn ta thâm độc bao nhiêu trải qua chuyện của tam tẩu lẽ nào huynh vẫn chưa rõ hay sao mấy năm nay hai phi tử của huynh, bên tai huynh, nói bao nhiêu lời tốt về hoàng thượng rồi. Lạc thân vương hơi sững sờ, muội đang nói bậy bạ gì đó. Tam tẩu của muội có liên quan gì đến hoàng huynh, về phần thê thiếp được hoàng huynh ban tặng, bọn họ cảm kích đối với lòng tốt của hoàng huynh mà nói mấy lời tốt đẹp. Để củng cố tình huynh đệ của chúng ta, không phải là bình thường sao, chính là trong lòng muội có những suy nghĩ dơ bẩn như thế, nên mới biến chuyện này thành điều bẩn thỉu, không ra gì xem ra hai huynh muội chúng ta không có gì để nói nữa bổn vương sẽ ra lệnh cho người hầu đưa muội về nghỉ ngơi trước đợi muội hiểu ra chúng ta sẽ nói tiếp nói xong hắn lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài tuy nhiên ngay khi hắn vừa bước ra khỏi cửa công chúa đã mỉa mai năm đó tam tẩu đúng thật là một người phụ nữ cứng rắn tẩu ấy biết rằng mình đang mang thai đứa con của huynh mà tẩu ấy vẫn treo cuộc tự tử chỉ vì vài lời sỉ nhục của công phi nương nương sao huynh cùng tam tẩu lớn lên chẳng lẽ huynh không hiểu tính tình của tẩu ấy? Đã nhiều năm như vậy, huynh lẽ nào không nghĩ tới? Lạc thân vương quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm nàng ta, kêu lên, đủ rồi, muội muốn nói cái gì? An công chúa lúc này mới dừng dưng đứng lên nói, tam ca trước tiên nghĩ cho kỹ. Sau khi tam tẩu xuất cung, trước khi tự tử đã nói với huynh những gì, rồi hắn đến tìm muội. Nói xong, nàng ta đi ra ngoài, hỏi, huynh đã sắp xếp chỗ cho muội chưa? muội đi nghỉ ngơi trước. Khuôn mặt của lạc thân vương vô cùng khó coi, hắn muốn tiếp tục hỏi nhưng lại cảm thấy đây chắc chắn là kế của an công chúa, nàng ta đợi hắn hỏi, hắn nhịn xuống lệnh cho mọi người đưa công chúa và người của nàng ta đi nghỉ ngơi trước, còn mình thì quay về phòng. Vừa quay trở về phòng, Dương Chắc Phi bưng món hầm đi vào, vương ra, ngài còn bận sao? Thần thiếp làm một ít hồng sâm và súp chim bồ câu hầm, ngài uống trước đi, một lát dùng cơm sau. Hắn xoa xoa lông mày, vẻ mặt mệt mỏi nhìn Dương Chắc Phi, trong đầu không khỏi nghĩ đến lời nói của An Công Chúa, hắn duỗi tay gọi nàng tới. Dương Chắc Phi nhận lệnh đặt canh xuống, đứng một bên cũng không ngồi xuống, chỉ mở nắp nồi hầm, dùng thìa khuấy nhẹ để canh nguội bớt, vương ra, ngài nói đi. Nhìn thấy động tác nhẹ nhàng của thê thiếp bên cạnh, vẻ mặt hắn thoáng giãn ra một chút, từ khi đến Nam Quận, bọn họ đều hết lòng phục vụ hắn, mỗi ngày đều có ba bữa, giám sát người hầu nấu những món hắn yêu thích và hầu hạ đúng cách nhiều năm như vậy, vất vả cho nàng quá. Lạc thân vương xúc động nói. Dương chắc phi che miệng, vương gia nói gì thế? Hầu hạ vương gia là phúc khí cả đời của thần thiếp, làm sao có thể gọi là vất vả? chương 669, Dương chắc phi. Lạc thân vương đứng dậy kéo nàng ta đến bên cạnh mình, Dương chắc phi ngẩn ra, vừa vui mừng vừa lo sợ, nàng ta đã vào phủ nhiều năm, tuy vương gia đối với nàng ta rất tốt, nhưng vẻ thân mật, dịu dàng thế này trước đây nàng ta chưa bao giờ cảm nhận được nàng ta không khỏi đỏ bừng hai mắt vương gia ngài thật tốt với thiếp thân chỉ vậy nàng đã thỏa mãn rồi lạc thân vương nhìn nàng ta cười sau đó khẽ thở dài thật ra bổn vương cũng biết nhiều năm rồi đối xử với hai người cũng không quá tốt luôn bỏ qua các ngươi cũng phụ một phần tâm ý của hoàng huynh đối với bổn vương dương chắc phi ở bên cạnh khẽ cười hoàng thượng đưa thiếp thần đến cạnh vương gia trước khi đến đã dặn thiếp thân phải hầu hạ tốt vương gia, tuyệt đối không được sơ suất. Hoàng thượng đối với vương gia thật sự rất tốt, khiến cho thiếp thân rất cảm động. Trong lòng lạc thân vương khẽ động, ngẩng đầu nhìn nàng ta, hoàng thượng để tỉ muội các ngươi ngàn dặm xa xôi đến Nam Quật, rời xa quê hương, các người không cảm thấy tủi thân sao. Vương gia nói gì vậy? Dương Trác Phi khẽ nói, tỉ muội chúng ta sao có thể cảm thấy tủi thân khi có thể được hầu hạ bên người vương gia đây là may mắn mà biết bao nhiêu người mong cũng không được chỉ là các người đều xuất thân từ thế gia vọng tộc dung mạo và tài năng đều xuất chúng muốn tìm người nào mà không được làm trái ý cha mẹ mà đến đây chẳng lẽ không có một chút oan ức nào hay sao ánh mắt dương chắc phi không được tự nhiên vương ra hôm nay sao vậy sao vẫn luôn hỏi những câu kỳ lạ này lạc thân vương cười khẽ buông tay nàng ta ra không có chuyện gì chỉ thuận tiện hỏi thôi hắn mở tấu trương ra và nói, đúng rồi, hôm nay An Công Chúa đến, có nhắc đến chuyện ở Kinh Thành, nói hộ bộ thưởng thư lương đại nhân trước đó mắc dịch bệnh, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Dương chắc phi cúi đầu, khẽ hồ một tiếng, thuận miệng nói, vậy có nghiêm trọng lắm không? An Công Chúa nói tình hình hiện giờ vẫn chưa khá hơn, có lẽ là không thể qua được. Lạc thân vương nhẹ nhàng nói. Dương chắc phi tiếc núi nói, thật sự là quá. Nàng ta đột nhiên ngẩn ra, che miệng lại sao lại như vậy phụ thân thiếp sao lại mắc bệnh lạc thân vương nhìn nàng ta không nói gì khóe mắt dương chắc phi đột nhiên đỏ lên sau đó từng giọt nước mắt đều đặn rơi xuống trời ơi sao lại như vậy phụ thân thiếp khỏe hơn chưa phụ thân ngươi bổn vương khi nào nói về phụ thân ngươi lạc thân vương nói nhưng giọng nói mang theo sự lạnh lùng bổn vương không phải nói là hộ bộ thượng thư sắc mặt nàng ta hơi cứng lại vừa rồi vương gia đang nói về lương đại nhân sao? người thậm chí không biết hộ bộ thượng thư đã đổi người, phụ thân người bây giờ không còn là hộ bộ thượng thư nữa. thiếp thân, thiếp thân nhất thời không nhớ. nàng ta suy nghĩ một chút, chuyện quan trọng như vậy lại không nhớ. rồi lại nói thêm một câu, thiếp thân thực sự không biết chuyện này. thư nhà một tháng đưa một lần, chẳng lẽ trong nhà không nói cho người biết chuyện này? không, không nói dương trắc phi nhanh chóng bình tĩnh lại thiếp thân đang ở nam quận hàng ngày hầu hạ vương ra kiểm tra bài tập của hỏa nhi đối với chuyện trong kinh thành cũng không quan tâm về phần phụ thân công việc của ông ấy cũng không phải là thứ mà thiếp thân có thể giúp đỡ được đáy lòng nam quận vương có một chút sợ hãi không nói nên lời hắn ta đổi chủ đề hỏa nhi gần đây thế nào rồi nó vẫn ổn thiên cơ tử tiên sinh nói nó tiến bộ rất nhanh dương trắc phi trả lời ừ người lui ra trước đi. Dương Trác Phi do dự một chút, thấy sắc mặt hắn kỳ quái, nàng ta cũng không dám nói gì, chỉ dặn dò vương ra nhớ uống canh. Đợi canh nguội, bổn vương sẽ uống. Vẻ mặt của lạc thân vương nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ nói, ngươi về trước đi, lát nữa bổn vương xong việc sẽ cùng ngươi dùng bữa tối. Vâng, Dương Trác Phi nở nụ cười, thiếp thân chờ vương ra. Khi nàng ta quay người lại, dường như thở phào nhẹ nhõm, Lạc thân vương cứ nhìn chầm chầm bóng lưng của nàng ta, nhìn hai vai nàng ta từ từ thả lỏng, trong mắt hắn hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Sau khi Dương Trác Phi rời đi, hắn ta ra lệnh, người đâu, mời tiên sinh đến. Vâng, ngoài cửa có người trả lời. Một lúc sau, thiên cơ tử mặc y phục màu lục bước vào, nói, vương ra. Chào tiên sinh, lạc thân vương ngẩng đầu, đóng cửa lại. Vâng, thiên cơ tử quay người lại, đóng cánh cửa gỗ chạm trổ rồi bước tới lạc thân vương cũng đứng dậy đi tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống nói với thiên cơ tử tiên sinh mời ngồi thiên cơ tử cũng không khách sáo nữa ngồi xuống lạc thân vương nói bổn vương sẽ không vòng vo nữa tiên sinh có biết chuyện an nhiên đến đây không biết ta vừa mới nhìn thấy công chúa thiên cơ tử bình tĩnh nói có nói gì không lạc thân vương hỏi không có công chúa chỉ chào hỏi rồi vào phòng thấy sắc mặt của lạc thân vương khác thường hỏi, sắc mặt vương ra không tốt lắm, có phải công chúa đến nói gì không? Lạc thân vương nhướng mày, an nhiên thật ngu xuẩn, nàng ấy vừa bước vào đã nói xấu hoàng huynh với bổn vương. Vừa vào đã nói, thiên cơ tử thầm gật đầu trong lòng, nếu muốn công kích tức thì, quả thật an công chúa đã làm rất tốt. Đúng vậy, thật ra, điều làm bổn vương phiền lòng nhất là tại sao nàng ấy lại không tin tưởng hoàng huynh như vậy. Cụ thể là công chúa nói gì, vương ra có thể nói cho ta biết không lạc thân vương im lặng một lúc sau đó nói tất cả những chuyện này cho thiên cơ tử biết cuối cùng hắn nói bổn vương biết nàng ấy làm vậy là cố ý để lại một việc khó xử như vậy là muốn khiến cho bổn vương cảm thấy khó chịu chờ bổn vương đi tìm nàng hỏi nhưng bổn vương có thể hỏi cái gì chẳng qua chỉ là lời bịa đặt của nàng ấy thôi vì hai kẻ phản bội sở nguyệt và tần châu thậm chí đến người thân của mình nàng ấy cũng không cần thiên cơ tử im lặng, trầm mặc một lúc. Lạc thân vương như tự nói, thái tử gặp phải một thích khách khi trên đường đến Nam Quật, bị gãy một chân, hiện giờ vẫn đang ở phủ dưỡng thương. Chuyện này là ai làm? Bọn họ chính là muốn mạng sống của thái tử. Nếu thái tử chết rồi, sở nguyệt có thể danh chính ngôn thuận mà đăng cơ. An nhiên có lẽ không biết những chuyện này, nhưng nếu nàng ấy biết, chỉ sợ nàng ấy sẽ không tin, nàng ấy tin tưởng sở nguyệt và tần châu đến thế mà. Thiên cơ tử vẫn không nói gì, tiếp tục im lặng. Tên Tần Châu này, bổn vương từng rất tán thưởng nàng ta, cho rằng một nữ nhân mà lại có dũng khí và lòng kiên định như vậy, sợ là không có nam nhân nào có thể sánh bằng, không ngờ tham vọng của nàng ta không thua kém gì so với nhiều nam nhân khác, ghê tởm nhất là nàng ta thế mà dám lợi dụng an nhiên. Hắn ta buồn bực tự nói, ngẩng đầu lên liếc nhìn thiên cơ tử, tiên sinh nói gì đi chứ, người không cho rằng an nhiên lần này tới đây là để châm ngòi mối quan hệ giữa bổn vương và hoàng huynh sao. Nghe thấy những lời này, thiên cơ tử ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi, trước tiên không nói chuyện khác, chỉ nói chuyện vương gia vừa mới thuật lại lời của công chúa. Năm đó khi vương phi gặp chuyện, tại hạ vẫn chưa làm việc cho vương gia nên cũng không biết tình hình cụ thể, nếu vương gia không ngại, có thể nói cho ta biết chuyện xảy ra năm đó của vương phi được không? Ta tuy không tài giỏi nhưng nếu hiểu được tình hình, ta nhất định sẽ có cách để đối phó với quỷ kế của công chúa. Khi hắn ta nói đến quỷ kế, chân mày khẽ cao lại, có vẻ miễn cưỡng. Trường 670, chân tướng dần dần lộ rõ. Vẻ mặt của lạc thân vương dần dần tối sầm lại, trong mắt hiện lên sự bi thương, dâu quai nón che đi khuôn mặt vốn dĩ tuấn Mỹ của hắn ta. Vương Phi và bổn vương từ nhỏ đã quen biết, khi đó nàng ấy là con gái của thái phó. Khi bổn vương đến thư phòng, nàng ấy cũng ở đó, hơn nữa còn tự phục vụ trà nước cho thái phó. Cả đời này của bổn vương chỉ yêu mình nàng ấy. Năm 10 tuổi, Ta nói với Thái phó, sau này sẽ lấy nàng ấy làm vợ. Đến tuổi cập kê, phụ hoàng tự mình làm chủ, ban hôn cho chúng ta, sau khi thành hôn, thể chất nàng ấy yếu ớt, 7 năm liền vẫn chưa mang thai, vẫn luôn nhờ thái y trong cung đến chữa trị, cuối cùng đến năm thứ 8, nàng ấy có thai, lúc đó bổn vương và vương phi đều rất vui mừng, nhưng tin tức này vẫn luôn giấu kín không dám công khai, vì dân gian nói rằng nếu thời gian mang thai chưa đủ 3 tháng thì không được nói với bên ngoài vì sợ tính tình đứa trẻ sẽ nhỏ mọn, nàng ấy khẩn cầu bổn vương đừng nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Vì vậy, nàng ấy vẫn như thường ngày, muốn vào cung thỉnh an. Trên mặt lạc thân vương hiện lên ánh nhìn xa xăm, đang đắm chìm trong chuyện quá khứ, vừa ngọt ngào nhưng cũng đau thương. Sau đó, khuôn mặt hắn ta chìm xuống, như một cơn bão ập đến, đôi mắt cũng nhuộm một màu xanh lam ảm đạm. Ngày hôm đó, Vương Phi cũng vì chuyện này mà ra đi, nàng ấy vào cung thịnh an. Quan hệ của nàng ấy với cung phi luôn rất tốt, trước đây sau khi Thỉnh An Hoàng thái hậu xong, nàng ấy sẽ qua chỗ cung phi ngồi một lát. Hôm đó lúc nàng ấy trở về, bổn vương vẫn chưa về nhà, khoảng giờ hợi mới về đến phủ, vừa về thì thấy nàng ấy khóc sưng cả hai mắt. Hỏi thế nào nàng ấy cũng không nói, chỉ ngồi đó khóc, bổn vương sợ nàng ấy khóc sẽ làm ảnh hưởng đến thân thể nên đi tìm thị nữ trong cung hỏi lý do, chỉ là thị nữ lại nói khi đó vương phi vào trong miệng của cung phi bọn họ cũng không được phép vào trong sau đó bị sai đến phòng dân trà khi vương phi đi ra thì bộ giảng như kinh hồn bạt vía khóc rất thương tâm thị nữ không biết chuyện này vì vậy bổn vương chỉ đành vào cung một chuyến muốn đi tìm cung phi nương nương nhưng vẫn chưa kịp vào cung thì thị nữ đã đuổi theo nói vương phi đã treo cuộc tự tử, tử bổn vương kinh hoàng không thôi nhanh chóng trở về phủ thì vương phi đã bỏ mạng mà đi rồi nói đến đây hắn không kìm được nước mắt lăn dài trên mặt giọng nói cũng run run. Thiên cơ tử giàu dĩ, tuổi trẻ yêu nhau, lại vô cùng thâm tình, mà Vương Phi mang thai lại treo cổ tự tử, như một đòn đả đá kích đánh vào Vương gia. Vương gia nén bi thương, Vương Phi hẳn là không muốn nhìn thấy Vương gia buồn vì nàng ấy. Thiên cơ tử an ủi. Lạc thân Vương hít sâu một hơi, cố nén bi thương, bổn Vương đến nay vẫn không hiểu được, sao nàng lại nỡ lòng nào vứt bỏ bổn Vương như vậy. Vương gia có vào cung truy hỏi không? Thiên cơ tử hỏi. Lạc thân vương gật đầu, sau khi tang lễ xong, bổn vương vào cung mới biết cung phi đã bị xử tử. Hóa ra là hoàng thượng đã điều tra kỹ lưỡng sự việc. Là hôm đó cung phi buông lời xúc phạm, ác ý gây khó cho vương phi. Vương phi không thể chịu được, cộng thêm việc thái y đã nói, vương phi mang thai lần đầu nên tính tình sẽ trở nên nhạy cảm và yếu đuối, bình thường có thể chịu được. Nhưng khi mang thai có thể sẽ không chịu nổi, đâm ra suy nghĩ nhiều nhất thời thương tâm khổ sở thì treo cổ tự tử hoàng huynh rất áy náy cũng khóc xin lỗi bổn vương nói hậu cung quản lý không tốt để vương phi chịu tuổi thân cũng không biết bổn vương có thể thấy được hoàng huynh thật sự rất đau lòng cũng không giống giả vờ sau cái chết của vương phi huynh ấy quan tâm đến bổn vương nhiều hơn luôn khuyên bổn vương hãy lấy vương phi khác sau khi nghe những lời này thiên cơ tử hỏi cung phi nương nương rốt cuộc đã nói gì mà có thể khiến cho Vương Phi tự vấn. Hoàng Huynh đã điều tra kỹ càng, ngày đó, khi Vương Phi và Cung Phi nói chuyện, có nhắc đến bản thân đang mang thai, mà Cung Phi lúc đó vẫn chưa hạ sinh hoàng tử. Cung Phi cảm thấy Vương Phi đang soi mói khuyết điểm của mình nên đã tức giận nói nặng lời, mà Vương Phi đang mang thai nên tâm tình cũng không tốt, xung đột về nhà, bị Cung Phi trừng trị một trận. Những lời này là do thị nữ của Cung Phi nói ra. Vương gia đã tự mình điều tra chưa? lạc thân vương lắc đầu không có sau khi cung phi nương nương bị xử tử người trong cung của nàng ta đều bị phạt hoàng huynh đều giết hết chuyện này có dính dáng gì đến bọn họ thiên cơ tử biết từ xưa đến nay hễ chủ nhân phạm lỗi thì nô tài cũng sẽ gặp họa nhưng cũng không đến nỗi giết hết tất cả bọn họ hơn nữa cung phi trừng phạt vương phi những nô tài kia cũng không thể can thiệp hoàng huynh làm mọi cách để tả tội với bổn vương bổn vương lúc đó đau lòng không thôi nên cũng không truy cứu thêm nữa. Cung phi cũng đã chết, bổn vương cảm thấy không cần thiết phải truy cứu đến cùng, chuyện này dù sao cũng không liên quan đến Hoàng Huynh. Những gì Huynh ấy có thể làm cho bổn vương cũng đã làm hết rồi. Sau đó, hắn căm hờn nói, lần này an nhiên đến đây lại nói tới chuyện này, khiến cho bổn vương nhớ tới chuyện buồn năm đó. Vì Tần Châu và Sở Nguyệt, nàng ấy thậm chí còn không quan tâm đến cảm nhận của Tam Ca, năm đó Vương Phi cũng đối xử rất tốt với nàng ấy, sao nàng ấy có thể vô ơn bạc nghĩ như vậy? Thiên cơ tử không trả lời, ngược lại đặt câu hỏi, Vương gia vừa mới thuật lại những gì công chúa nói, có nhắc tới một câu mà công chúa nói, Vương gia xưa nay hiểu tính cách của Vương Phi, vậy theo Vương gia, Vương Phi sẽ vì cung Phi gây khó khăn mà từ bỏ phu quân mình yêu, mang theo cốt nhục không dễ gì có được mà tự tử hay sao? Lạc thân vương nói, việc này bổn vương cũng đã nghĩ tới, nhưng sau đó Thái Y giải thích cho bổn vương, vương phi đang mang thai, suy nghĩ nhiều nên mới vậy. Còn bản thân cung phi nói thế nào? Hoàng thượng nói, cung phi nhận tội, tình nguyện uống rượu độc tự sát. Thiên cơ tử nghiền ngẫm suy nghĩ, vương phi nói với cung phi mình đã mang thai. Làm chị em dâu nhiều năm như vậy, quan hệ có lẽ cũng tốt hơn. Bất kể cung phi có phải là người ngang ngược hay không, hay cho dù lòng dạ độc ác, cũng không nên trừng phạt vương phi lỡ như xảy ra chuyện gì, chẳng phải Cung Phi mang tai tiếng sao? Cung Phi sao có thể là người không có đầu óc như vậy được? Nếu không phải vì chuyện này, vậy vì chuyện gì mà khiến nàng ta xúc phạm, trừng phạt Vương Phi? Lạc thân Vương hỏi ngược lại. Chỉ là, trong đầu lại nghĩ đến Cung Phi, Cung Phi từ trước đến nay khiến cho người ta cảm thấy rất lương thiện và hiền lành, cho dù thực sự ghen tị với việc Vương Phi mang thai thì nể mặt Vương Phi cũng không nên làm ra chuyện như vậy, cùng lắm thì dở trò sau lưng mà thôi. Nàng ta không biết hậu quả của chuyện này sao? Vương gia, Vương Phi phải mất 8 năm mới mang thai được, hơn nữa Vương Phi lại hết sức yêu cầu Vương gia không được nhắc chuyện này với ai, làm sao có thể tự mình nói với Cung Phi. Nếu Cung Phi nương nương là người có dã tâm, Vương Phi lại ở cùng nàng ta nhiều năm như thế, sao có thể không biết được? Nếu biết, sợ là sẽ càng không nói. Lạc thân Vương hoài nghi nói, nhưng, nếu không phải nàng ta nói như vậy, làm sao hoàng huynh cùng thái y biết chuyện này một tháng sau khi vương phi được chôn cất bổn vương mới nói chuyện vương phi mang thai cho mẫu hậu bổn vương cũng chưa từng nói hoàng huynh và thái y cũng không thể biết được trừ phi lúc đó vương phi ở trong cung đã gặp phải nguy hiểm gì đó nàng ấy nghĩ rằng nói chuyện mang thai của mình ra thì nàng ấy có thể trốn thoát thiên cơ tử nói trong cung của cung phi thì có nguy hiểm gì cung phi cũng không thể nói muốn giết nàng ấy đương nhiên nếu Cung Phi muốn trừng phạt nàng ấy, nàng ấy nói với Cung Phi mình đang mang thai, thì cũng có lý. Đúng vậy, nhưng chờ đến lúc sắp bị phạt mới nói ra, nguyên nhân khiến nàng ấy và Cung Phi xảy ra mâu thuẫn là gì? Hoặc là là Cung Phi đang nói dối, hoặc là... Hắn ta không nói hết, chỉ nhìn lạc thân vương. chương 671, thần cơ diệu toán. Sắc mặt của lạc thân vương lập tức trở nên trắng bệch, ngạc nhiên nhìn thiên cơ tử, ánh mắt trông rất tàn bạo, người đừng có nói bậy thiên cơ tử nhẹ nhàng than thở, vậy thì vương gia cho rằng tại sao vương phi lại thắt cổ tử tử. Trong bụng còn đang mang thai đứa con khó khăn lắm mới có được, ai làm mẫu thân cũng kiên cường, ngài ấy gặp phải chuyện gì mới khiến mình không màng gì nữa mà muốn chết. Vương gia, rốt cuộc là vương phi đã gặp phải chuyện gì? Ngài không dám hỏi, cũng không dám đoán, chẳng lẽ không sợ khiến cho vương phi xuống dưới cửu tuyền rồi cũng không nhắm mắt được sao? Lạc thân vương lập tức nhảy cẫng lên, giơ chân đạp cái bàn uống trà nho nhỏ chạm trổ làm bằng gỗ mun, chiếc bàn uống trà nhỏ bị đá văng ra, những chiếc ly loảng xoảng rất đầy đất. Nói bậy, người đúng là đang ăn nói hàm hồ, hắn ta kêu lên như một con dã thú, chỉ thiên cơ tử, rốt cuộc ban nãy an nhiên đã nói gì với ngươi. Có phải ngươi cũng phải giúp nàng không hả, giúp hai tên nghịch tặc tần châu với sở nguyệt đó. Thiên cơ tử đứng lù lù không nhúc nhích mà bình tĩnh nhìn lạc thân vương như lâm vào cơn điên cuồng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự thương tiếc không nói ra được rồi ông ta lấy một phong thư từ trong túi ra đây là thư từ kinh đô lạc thân vương một tay đoạt lấy vẫn thở hồn hển như cũ chán nổi gân xanh hắn ta nhìn xong thì vung tay vứt đi rồi cười nhạt tần châu vào ngục rồi ư buồn cười sao tần châu lại bị giam trong ngục được đây là kế gian phong thư này chắc là an nhiên đưa cho ngươi chứ gì thiên cơ tử lắc đầu nhặt phong thư lên lấy chiết hỏa tử ra thiêu hủy, nhàn nhạt nói, hai năm nay, thật ra tại hạ vẫn an bài người ở Kinh Đô để nghe ngóng tin tức ở Kinh Đô, tuy không thể qua lại với nội bộ hoàng thất, nhưng cũng biết chuyện lớn chuyện nhỏ ở Kinh Đô. Người phái người nghe ngóng tin tức ở Kinh Đô, sao người phải làm thế? Lạc thân vương trợn mắt, cơn tức vẫn đang còn. Bởi vì, thiên cơ tử đứng dậy, chạm rãi đỡ bàn uống trà nhỏ lên, tại hạ chỉ muốn tìm một nơi sinh sống qua ngày, không mong bị chiến loạn quấy nhiễu, Tại hạ và hoàng thượng không có quan hệ máu ngủ tình thâm, tại hạ không thể làm được việc hoàn toàn tin tưởng hoàng thượng như vương gia. Chuyện ở Kinh Đô, thật ra cứ hai tháng một sẽ được chuyển tới, vương gia có thể biết được tình hình thực tế ở Kinh Đô từ trong phong thư này, nó khác một trời một vực với những gì mà hoàng thượng nói. Trong thư viết, hoàng thượng dùng lửa thiêu núi lang vĩ, sát hại dân chúng gặp nạn, cho người mình đột kích cánh quân bên phải khiến Tần Châu phát động công kích với Đại Chu. Tất cả những chuyện này, vương gia tin không? bản vương không tin một chữ nào hoàng huynh không phải là người như thế huynh ấy đối xử với muôn dân bách tính cực kỳ tốt ít nhất ít nhất nhiều năm qua huynh ấy không hề thu thuế nam quận lạc thân vương tức giận nói thiên cơ tử nói tại hạ biết vương ra không tin nên nếu không đang trong tình trạng nguy cấp thì tại hạ cũng không muốn nói nhiều những năm qua số bạc mà vương ra tiến cống cho triều đình còn hơn số bạc thu thuế nhiều hoàng thượng còn muốn thu thuế làm gì ánh mắt của lạc thân vương cực kỳ tàn bạo nhìn thiên cơ tử chầm chầm như muốn giết người. Thiên cơ tử không hề sợ hãi, nét mặt rừng dưng nhìn thẳng hắn ta, tiếp tục nói, nếu vương gia còn bằng lòng tin tưởng tại hạ thì cứ đi tìm công chúa, hỏi rõ xem rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nếu công chúa tới là vì lừa gạt thì đáng ra ngài ấy phải xuất vài mưu kế, chứ không phải vừa vào nhà đã nói rõ ý đồ rồi, chẳng lẽ ngài ấy không biết như thế sẽ khiến vương gia không thích hay sao? Nhưng tình hình nguy cấp, công chúa cũng không muốn quanh co lòng vòng, cuối cùng ngài ấy không nói rõ cho vương gia biết chuyện của vương phi, chắc là vì hết nói nổi nữa rồi. Nói xong, ông ta lùi ra sau rồi chắp tay lại, vương gia nghĩ lại, tại hạ xin cáo lui. Khoan đã, lạc thân vương đột nhiên lên tiếng ngăn này, lá thư này không phải do an nhiên đưa cho người thật ư. Thiên cơ tử nói, công chúa và tại hạ nói chuyện chưa đến ba câu, còn ở cách nhau cả ba trượng, người hầu trong phủ có thể làm chứng. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Lạc thân vương vịn vào thành ghế, từ từ ngồi ngồi, toàn thân run lẩy bẩy. Trên phong thư đó viết, hoàng thượng có lòng bao vây dân gặp nạn lại trong an thành, để dân chúng tự sinh tự diệt, đói chết, bệnh chết, còn đuổi tận giết tuyệt hạ thương mai tới bắc mạc chữa bệnh, thậm chí hỏa thiêu núi lang vĩ, giết mấy ngàn mạng người, ngay cả nhu giao huyện chúa cũng chết trong một trận hỏa hoạn. Nếu những chuyện này đều là thật, vậy thì, cái chết của vương phi có chân tướng khác không? hắn ta rất muốn lập tức chạy tới hỏi An Nhiên, nhưng hắn ta không dám, hắn ta mường tượng được chân tướng chắc chắn rất khốc liệt. Không, không phải thế, Hoàng Huynh gửi thư viết ngôi vị Hoàng đế bị đoạt rồi, chăm họ bị tàn sát, hiện nay Huynh ấy đang ngụy trang thân phận khác ở trong cung, tham sống sợ chết, chỉ lo cho bách tính của Bắc Mạc, bảo hắn ra chờ lệnh dẫn binh vào cung cần Hoàng. Một người dù bị đoạt ngôi vị cửu ngũ mà vẫn lo cho dân chúng như cũ sẽ là một tên bạo quân thế kia ư hắn ta không tin hắn ta thà rằng tin hoàng huynh cũng tuyệt đối không tin thiên cơ tử và an nhiên nghĩ tới đây hắn ta tức giận hô lên người đâu vương gia có thuộc hạ thị vệ tôn dương đi vào đưa an nhiên công chúa đi không cho phép nàng ta ở lại vương phủ hắn ta hoàn toàn quên mất chuyện mình muốn giam lỏng an nhiên bây giờ hắn ta chỉ muốn đưa an nhiên đi ngay lập tức muốn khôi phục lại sự bình yên như trước khi nàng ta tới vương gia tôn dương xứng sờ thật sự để công chúa đi sao lập tức hắn ta trợn mắt có phải ngay cả ngươi cũng không nghe lời bản vương đúng không tôn dương chỉ đành nói dạ thuộc hạ lập tức đi làm hắn ta ở ngoài cửa nên nghe được vương gia nói chuyện với tiên sinh biết là vương gia sẽ không chấp nhận nổi những chuyện này tình cảm của ngài ấy và hoàng thượng rất sâu đậm tôn dương đi trên hành lang thiên cơ tử tựa người vào lan can vương gia cho ngươi đưa công chúa đi tiên sinh đúng là thần cơ diệu toán tôn dương bất đắc dĩ nói thiên cơ tử than thở sự trung thành của vương gia đối với hoàng thượng đúng là sáng rõ như mặt trời mặt trăng chỉ là hoàng thượng đối với vương gia ra sao ôi chao rốt cuộc chuyện trong kinh như thế nào nếu ngài ấy bằng lòng suy nghĩ kỹ bằng lòng tìm hiểu thì chắc chắn sẽ biết được nhưng ngài ấy không dám ngài ấy sợ chọc thủng rồi thì chẳng còn đường quay đầu nữa trừ vương phi ra thì hoàng thượng chính là người mà đời này ngài ấy coi trọng nhất rồi Tôn Dương gật đầu, thuộc hạ hiểu được tâm tư của vương gia, vương gia cực kỳ có ân với thuộc hạ, nếu có người nói với thuộc hạ rằng vương gia vẫn luôn tính kế thuộc hạ, hãm hại thuộc hạ, thì thuộc hạ thả chết cũng không muốn tin. Đúng thế, trước đó nghe một vị lão nhân trong phủ nói, sau khi vương phi qua đời, vương gia cực kỳ suy sụp, có lần muốn tự tử, là nhờ hoàng thượng vẫn luôn hỏi han hết lòng, thậm chí còn trộm ra ngoài cùng ngài ấy uống rượu rồi khuyên nhủ, nên ngài ấy mới chậm rãi thoát khỏi sự suy sụp đó. Hoàng thượng từng là ân nhân cứu mạng của ngài ấy, có một địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng ngài ấy, vài ba lời của chúng ta nào có thể làm lung lay được. Vậy đưa công chúa đi thật sao ạ? À? Tôn Dương không cam lòng cho lắm, lần này rõ ràng là hoàng thượng đang lợi dụng vương gia, muốn vương gia giúp lương thảo, giúp binh lực, nếu làm không tốt thì có khi vương gia bỏ mạng luôn, tên Tần Châu đó cũng không dễ đối phó. Hiện nay Tần Châu đã bị lão thái thái của nàng tính kế mà bị giam trong ngục rồi nhưng chuyện này hẳn sẽ có một kết quả bất ngờ sao tiên sinh biết tôn dương tò mò hỏi thiên cơ tử nở nụ cười thần bí thiên cơ bất khả lộ tôn dương lo lắng nói chuyện đến lúc này rồi mà còn gì là không thể tiết lộ sợ rằng công chúa đi mất thì không ai có thể thuyết phục vương ra nữa thiên cơ tử cười nói công chúa từ xa tới đây ngài ấy sẽ đi dễ dàng thế ư ngài ấy đến vì có nhiệm vụ không đạt được mục đích ngài ấy bằng lòng từ bỏ sao vì công chúa này của chúng ta cũng chẳng phải hạng soàng xính, nếu ngài ấy tức giận, sợ rằng vương gia cũng sợ ba phần. Thật ra bây giờ vương gia cũng hơi hơi tin rồi, chỉ là ngài ấy lui lại, tự lừa mình dối mình thôi. Ồ, tôn dương khá mong chờ. Cứ chờ đi, sợ rằng lần này vương gia phải chịu thiệt một chút rồi. Thiên cơ tử cười đó. chương 672, chân tướng năm đó. Tôn dương còn muốn hỏi tiếp, nhưng thiên cơ tử lại nói, người đi nói với công chúa là vương gia ra lệnh đuổi khách, muốn công chúa lập tức rời khỏi Nam quận. Người nói chuyện khó nghe một chút, cố gắng chọc giận ngài ấy, nhưng người nói đuổi ngài ấy đã là chọc giận ngài ấy rồi. Tôn Dương được chỉ điểm, vội vàng chắp tay, vậy thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Ăn công chúa được thu xếp ở tại Lan Hương Viên, ba tên ám vệ cũng ở cùng nàng ta, nhóm người còn lại thì đều ở trong dãy phòng phụ của Lan Hương Viên ba tên ám vệ là người mà nàng tin tưởng nhất từ trước đến nay thế nên được an bài ở bên cạnh nàng ta công chúa vương gia sẽ tin lời người chứ bình thường ám vệ không hề hỏi nhiều nhưng lần này thấy vương gia u mê như thế trong lòng bọn họ cũng không chắc chắn không nhịn được hỏi một câu nét mặt của an công chúa bình tĩnh huynh ấy không tin cũng phải tin đây là sự thật địa vị của hoàng thượng ở trong lòng hắn ta cực kỳ quan trọng muốn hủy bỏ hết thảy đối với Tam Ca ta thì đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhất là một người đã ở bên bình trong khoảng thời gian tối tăm nhất. Nàng ta lẳng lặng uống trà một lúc thì thấy Tôn Dương dẫn người đi vào, hắn ta vừa đi vào đã nói, đến đây giúp công chúa thu dọn đi, vương ra nói muốn đưa công chúa hồi kinh ngay trong đêm. Nói xong hắn ta mới đi vào phòng, hành lễ với An công chúa, công chúa, vương ra phân phó ti trước tới đây giúp công chúa thu dọn đồ đạc đưa công chúa ra khỏi thành. Bản cung còn chưa ngồi được bao lâu đã muốn đuổi ra ngoài rồi. Ăn công chúa cười lạnh. Sắc mặt tôn dương rất khó xử, chuyện này là vương gia phân phó như thế, ti chức cũng không biết. Bản cung không đi, ăn công chúa ngồi yên không nhúc nhích nói. Công chúa, người đừng làm khó ti chức được không, nếu ti chức không làm xong chuyện mà vương gia ô hàn phó thì sẽ bị phạt. Tôn dương đau khổ nói. Huynh ấy nói muốn đuổi bản cung khỏi Nam Quận hay là bảo bản cung rời khỏi vương phủ. An công chúa hỏi, Tôn Dương do dự một lúc, nguyên câu mà vương gia đã nói là bảo An công chúa lập tức rời khỏi địa phận Nam quận. An công chúa cười lạnh nói, rời khỏi địa phận Nam quận ư? Hay lắm. Nàng ta bỗng nhiên rút châm xuống, tóc tai bay tán loạn, lấy tay không vén lên rồi nhanh nhẹn búi tóc lại, lấy thêm vài thưa từng dùng để băng bó vết thương quấn lấy tóc, quấn rất chặt, không có một sợi tóc rối nào. Sau đó nàng ta đứng dậy, đoạt lấy thanh bội kiếm trong tay Tôn Dương rồi xảy bước ra ngoài. Tôn Dương hết hồn, cướp kiếm. Thế này thì xảy ra chuyện đó, tiên sinh à, chẳng lẽ ngài đoán sai rồi sao? Hắn ta muốn đuổi theo, ba tên ám vệ lập tức dùng cơ thể chặn đường đi của hắn lại, công chúa có việc quan trọng cần làm, người đừng phá hỏng. Sắc mặt ám vệ không cảm xúc nói. Tôn Dương cắn răng, mình bị ngăn lại thì vẫn tốt, nếu không lỡ sau cùng xảy ra chuyện thật thì vương gia sẽ chém mình mất. Nghĩ tới đây, hắn ta bỗng nhiên ra tay, còn tưởng ít nhất mình còn có thể đánh được 10, 20 chiêu với ám vệ, dù sao ở trong phủ thì võ công của hắn ta cũng trên mức trung bình. Nhưng hắn ta còn chưa xuất chiêu xong thì cả người lơ lửng, hắn ta bị người khác xách cổ áo lên, chờ đến khi hắn phản ứng lại thì cả người đã bị ném ra ngoài. Sau đó, một sợi dây thường rơi xuống người hắn, trước mắt tối sầm, một bóng dáng đen đen bao phủ, hắn ta bị trói mấy vòng, khi xong xuôi thì đã bị trói rất chặt tuy hơi mất mặt, nhưng đây chính là mục đích của hắn, hắn ta an ủi mình như thế. Nhưng thân là một thị vệ trung thành gan giả dạ của vương phủ, hắn phải tỏ vẻ không chịu khuất phục và trung thành với vương phủ, hắn há mồm tức giận mắng to, đám chó to gan nhà ngươi. Một tiếng ẩm vang lên, một quyền bay tới, hắn ta loáng thoáng thấy được một vết màu đỏ đỏ bay qua mắt hắn, một lúc sau hắn ta mới nhận ra, đó chính là máu mũi của hắn. Tôn Dương đã hôn mê, An công chúa cầm kiếm chạy thẳng tới thư phòng. Thị vệ canh cửa thấy nàng ta hung hăng tới, vội vàng tiến lên định ngăn lại, nhưng thấy Thiên Cơ Tử đứng cạnh hàng lang, Thiên Cơ Tử khoát tay với bọn họ, ý bảo bọn họ lui ra. Bọn họ do dự một chút rồi vẫn theo lời lui xuống. An công chúa gật đầu với Thiên Cơ Tử, sau đó giơ chân đá văng cửa, nhìn người ngồi trong phòng, một kiếm bay qua. Lạc Thân Vương hết hồn, vội vàng nghiêng đầu, thanh kiếm lao qua tai hắn ghim lên bước bình phong sau lưng hắn. An nhiên, muội làm gì đấy hả? Lạc thân vương giận dữ. An công chúa còn tức giận hơn cả hắn, lại giơ chân đạp cửa lần nữa, cầm một cái ghế lên đập loạn, sau đó thì nhanh chóng đi tới bước bình phong và rút kiếm ra, cầm kiếm trước người. Muội còn muốn giết cả ta ư? Được lắm, muội giết đi, muội qua đây. Lạc thân vương giận sướng ra, ngón tay chỉ an công chúa cũng run run. An công chúa thật sự đâm một kiếm, lạnh lùng nói hôm nay muội phải đánh tỉnh kẻ hồ đồ như huynh thù giết thê nhi không chịu báo mà cứ lo nghĩ cho kẻ thù nếu huynh thật sự muốn điều tra thì sao lại không biết tam tẩu chết như thế nào chứ huynh muốn biết trước khi chết tẩu ấy đã trải qua những gì không thanh kiếm của nàng ta vững vàng đâm lên ngực trái của hắn không dùng nhiều sức nên chỉ đâm rách ra máu chậm rãi rỉ ra im miệng lạc thân vương tức giận nói một tay cầm lấy kiếm an công chúa buông tay hắn ta bèn cầm lưỡi kiếm, ánh mắt đầy sợ hãi. Ăn công chúa thở hồn hền, trên đầu buộc một mảnh đỏ thấm kỳ quái, giận dữ hét lên, huynh không dám nghe ư. Chẳng phải huynh rất yêu tam tẩu hay sao? Tẩu ấy ở nơi suối vàng chết không nhắm mắt, một nữ nhân dũng cảm như thế, để bảo vệ cho tính mạng của huynh mà tẩu ấy thả chết, cũng không muốn huynh bị tổn thương chút nào. Huynh là cái đầu nhu ngược, hèn nhát. Ăn công chúa chậm rãi tới gần, Chầm chầm nhìn ánh mắt bắt đầu trở nên hốt hoảng của hắn ta, muốn biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì không. Muội nói cho huynh biết, hôm đó muội ở trong điện của cung phi nương nương, tất cả mọi chuyện muội đều thấy cả. Lạc thân vương che ngực trái của mình, chăm chú nhìn An công chúa. Hôm đó, cung phi và Tam Tẩu đang nói chuyện, sau đó có người tìm cung phi, nàng ta đi ra ngoài, bảo Tam Tẩu ngồi trong điện đợi nàng ta một lúc, sau đó thì hoàng huynh tới sắc mặt của lạc thân vương trở nên tái nhợt, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Huynh biết huynh ấy đã làm gì không? Huynh ấy làm nhục tam tẩu, tam tẩu xin tha, nói tẩu ấy đã mang thai, xin Hoàng Huynh bỏ qua cho tẩu ấy, nhưng Hoàng Huynh y như một tên cầm thú, cởi bỏ xiêm y của tẩu ấy, tam tẩu không dám giấy dụa mà chỉ luôn che bụng, tẩu ấy sợ khiến đứa bé bị thương. Năm đó muội 10 tuổi, trốn sau tấm bình phong, che kín miệng lại không dám nói một câu muội chỉ muốn xông ra giết chết hoàng huynh nhưng muội không dám muội biết muội mà đi ra thì chỉ còn một con đường chết muội cũng không cứu được tam tẩu muội nói bậy lạc thân vương hét lên thảm thiết như một con dã thú muội nói bậy suốt nửa tiếng mọi người bị ngăn lại ngoài điện mọi người đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của tam tẩu nhưng không ai dám vào cung phi cũng không dám vào trước khi đi hoàng thượng đã uy hiếp tam tẩu nếu để huynh biết chút xíu về chuyện này thì cả phủ lạc thân vương không một ai sống sót tẩu ấy không chịu nổi sự nhục nhã, không thể báo thù nên tẩu ấy chỉ có chết, chết mới có thể bảo vệ bí mật mãi mãi được, mới có thể bảo vệ cả phủ lạc thân vương. Ăn công chúa vừa nói vừa cười như điên, cười rất nước mắt, ngồi trồm hổm mà cười, gào khóc to tiếng như người điên vậy. Rồi nàng ta bật người, cầm thanh kiếm trên đất lên, nhìn lạc thân vương run rẩy cả người, năm đó muội không có bản lĩnh cứu tổ ấy, nhiều năm qua chuyện này cứ dày vào muội. Muội không lấy chồng, cũng không nhận ân điển của hoàng gia là vì muội xấu hổ, muội ái náy. Giờ đây huynh tin cũng được, không tin cũng được, đây chính là sự thật, muội không cứu tam tẩu được, bây giờ sẽ đền tội với tẩu ấy. Nói xong thì cầm trường kiếm lên, lưới kiếm sắc bén xuyên qua bụng nàng ta. chương 673, bản vương sẽ nghĩ rõ. Ánh mắt lạc thân vương sướng sờ, hắn ta không dám tin nhìn nữ tử ban nãy còn tức giận mắng ẩm lên, phút chốc đã nằm trong vũng máu. Người đâu, hắn ta nhào tới, ôm ấy An công chúa, điên cuồng hét to. An công chúa khó khăn rút kiếm ra, bàn tay nhuốm máu níu ấy tay áo của hắn, gắng gượng đỡ người lên, nước mắt chảy ra, tam ca. Xin lỗi, năm đó muội không bảo vệ tam tẩu được, muội theo xuống bồi tội với tẩu ấy. Không, 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 mọi thứ trong đầu lạc thân vương như đều bị xóa sạch, trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng hắn ta không thể nào chạm tới là nơi nào đang đau thiên cơ tử nghe thấy tiếng thì lập tức xông vào thấy cảnh này hắn ta cũng hết hồn tuy đã nghĩ đến chuyện an công chúa sẽ dùng vài thủ đoạn khá cực đoan nhưng không ngờ lại tổn thương chính mình nhưng thực tế thì đây là cách tốt nhất có chuyện gì càng có thể thức tỉnh vương ra hơn cả chuyện vương phi tự tử trước mặt ngài ấy chứ càng có thể khiến ngài ấy tan nát cõi lòng thiên cơ tử biết y thuật lập tức phân phó đưa an công chúa đến căn phòng bên cạnh đặt nằm ngang tiên sinh tiên sinh tay lạc thân vương nhuốm máu tươi, cầm lấy cánh tay của thiên cơ tử, răng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, dù thế nào đi nữa thì tiên sinh cũng phải cứu được muội ấy, không được để muội ấy chết. Vương gia yên tâm, tại hạ sẽ cố gắng hết sức, vương gia ra, ra ngoài trước đi. Thiên cơ tử biết vết thương không nhẹ nên vội vàng đuổi ngửa ra ngoài. Nhưng mà cửa vừa đóng lại thì An công chúa đã tự ngồi dậy, đi thẳng tới trước hương đồng, cởi xiêm y ngay trước mặt thiên cơ tử, để lộ một vết thương chảy máu đầm đìa nhìn gì còn không mau qua giúp hả ăn công chúa nhìn thấy gương mặt sợ hãi của thiên cơ tử từ trong gương đồng thì nhàn nhạt, nhạt nói thiên cơ tử nhìn vết thương trên bụng nàng ta vết thương này rất sâu nhưng nó đâm qua bên phải nghiêng qua một bên chắc hẳn lúc hạ kiếm nàng cố ý nghiêng người để kiếm đâm lệch nhưng dù là đâm lệch thì vết thương sâu như thế chắc là đau lắm còn liên tục chảy máu nàng ta lại có thể tự đứng dậy tự đi bộ còn tự cởi siêm y nàng ta không thấy đau ư công chúa, hay là người nằm xuống đi, thiên cơ tử nhẹ giọng nói. Người chưa từng thấy cơ thể nữ nhân à, mặt đỏ dần, ăn công chúa quay đầu lại cười nhạt, lấy thuốc kim sang qua đây, ta tự băng bó. Hay để tại hạ giúp ngài nhé, thiên cơ tử thấy gương mặt nhợt nhạt của nàng vẫn rất quật cường, thật ra dung mạo của nàng rất giống vương gia, cả gương mặt lẫn tính cách đều giống. Ăn công chúa thuận tay cầm một tấm khăn tay lau chùi vết máu trên miệng vết thương, không cần, nhiều năm như thế đều là bản cung tự xử lý vết thương không cần nhờ người làm hộ thiên cơ tử sửng sốt theo bản năng nhìn cơ thể của nàng ta đâu đâu cũng là những vết thương không to thì nhỏ hắn ta không hỏi lặng lặng đưa thuốc tới ăn công chúa nhận lấy điểm huyệt vị trên vết thương sau đó thì rác thuốc bột công chúa ngài nên rửa sạch vết thương trước thiên cơ tử không nhịn được mà nhắc nhở không cần ăn công chúa lạnh lùng kiên cường nói Nàng ta thuần thục, nhanh chóng băng bó xong vết thương, mặc xiêm y lên, sau đó mới chậm rãi đi tới giường rồi nằm xuống, giọng nói cũng ôn hòa hơn nhiều, tiên sinh, là bản cung vô ý mạo phạm, mong tiên sinh thứ lỗi. Thiên cơ tử nhìn loạt động tác thuần thục, thành thạo của nàng ta, có thể thấy được, trước giờ nàng ta thật sự tự mình xử lý vết thương. Công chúa đừng để ý, Thiên cơ tử nói, mất tự nhiên rời mắt đi, xưa giờ cứ thấy mình thần cơ diệu toán, cực kỳ thông minh nhưng sự thông minh của nữ tử trước mắt này không hề kém hắn hơn nữa sự chịu đựng cũng không thua kém bất kỳ ai nhìn vết thương của nàng ta hắn ta là người ngoài mà còn thấy đau nhưng nàng ta còn chẳng hề nhíu mày bản cung xong chuyện rồi chuyện còn lại là chuyện của tiên sinh ăn công chúa mệt mỏi nhắm mắt lại nàng ta thật sự thấy mệt mỏi thiên cơ tử rất tò mò tại sao công chúa lại nghĩ rằng tại hạ sẽ giúp công chúa ăn công chúa mở mắt lạnh nhạt nhìn hắn ngươi không giúp bản cung mà ngươi giúp tam ca cũng giúp chính ngươi giúp lạc thân vương phủ giúp nam quận tiên sinh là người thông minh sau này đừng có hỏi câu ngu như thế nữa thiên cơ tử nhìn nàng rồi cười khổ công chúa tại hạ cam bái hạ phong ăn công chúa nhẹ nhàng than vãn tiên sinh đừng nói thể sự thông minh của tiên sinh cả thiên hạ đều biết lần này bản cung bất đắc dĩ lắm mới dùng hạ sách này nếu có cách thì bản cung cũng không tổn thương mình Công chúa hết lòng, vương gia sẽ hiểu, thiên cơ tử thấy kính nể an công chúa, một người lặng lặng chùi đít cho sở kính nhiều năm, vì nàng ta là công chúa hoàng gia, có lẽ nàng ta thật sự cam ghét xuất thân của mình. Về phần vương gia, bản cung tin người có cách thuyết phục. An công chúa chậm rãi nhắm mắt lại, ta bị thương nặng, cần nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày này đừng có quấy dày bản cung, bản cung rất mệt mỏi. Từ trận động đất đến dịch bệnh, rồi chính trị loạn lạc cướp hoàng quyền, nàng ta không hề dừng lại suốt đường bị mai phục, dù làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Chẳng biết tại sao thiên cơ tử lại thấy thương tiếc nàng ta, dịu dàng nói, công chúa ngủ đi, chuyện còn lại, tại hạ làm cho công chúa. Ăn công chúa ngủ thật, tiếng hít thở đều đều vang lên, gương mặt khi ngủ rất điềm tĩnh. Thiên cơ tử lặng lặng nhìn nàng ta một lúc mới đứng dậy đi ra ngoài. Lúc hắn ta xoay người, ăn công chúa rơi nước mắt, nhiều năm như thế nhưng chưa có ai nói với nàng ta như thế cả chẳng có ai nói với nàng ta, người đừng lo, có ta rồi. Mở cửa, lạc thân vương sốt ruột chờ bên ngoài vội vàng hỏi, sao rồi? Nghiêm trọng không? Thiên cơ tử nhẹ giọng nói, vương ra nói nhỏ một chút, tại hạ vừa điểm huyệt công chúa, để ngài ấy ngủ, ngủ rồi thì cơn đau sẽ giảm đi. Lạc thân vương liên tục gật đầu, dè dặt lui ra sau, bảo hắn đóng cửa lại, sắc mặt vẫn còn khẩn trương lắm. Thiên cơ tử nói, tuy vết thương của công chúa khá sâu, nhưng nhớ ơn trời là không tổn thương đến bộ phận quan trọng nghỉ ngơi một thời gian là được rồi ban nãy công chúa còn nói mai phải lên đường hồi kinh hay là vương ra khuyên ngài ấy đi vết thương bây giờ của ngài ấy không chịu nổi dần vặt đâu thêm chuyện suốt đường luôn có người đuổi giết ngài ấy nếu xảy ra chuyện sợ rằng không cứu kịp nữa muội ấy nói ngày mai phải đi ư lạc thân vương ngạc nhiên hỏi sắc mặt khổ sợ muội ấy phải thất vọng về bản vương lắm mới không muốn gặp lại bản vương nữa không phải công chúa nói hồi kinh vì có việc gấp cần làm thiên cơ tử nói lạc thân vương lắc đầu cười khổ nói không bản vương biết muội ấy nghĩ ban nãy muội ấy tự sát khiến bản vương nghĩ tới rất nhiều chuyện từ nhỏ muội ấy đã là một người bướng bỉnh nhưng biết rõ thị phi tuy sau khi vương phi qua đời bản vương cũng ít qua lại với muội ấy nhưng dù thế nào đi nữa thì bản tính của con người cũng sẽ không thay đổi quá nhiều ý của vương ra là thiên cơ tử thăm dò hỏi, là tin tưởng lời công chúa nói sao? Lạc thân vương xoay người, từng bước đi xuống thềm đá, giọng nói vô hồn, bản vương không biết, trong đầu bản vương rất hỗn loạn, hy vọng lời muội ấy nói là giả, nhưng bản vương biết những lời đó có thể là thật. Thiên cơ tử đi theo hắn ta, cũng không ép hắn, tại hạ về trước viết toa thuốc cho người đi lấy thuốc, sau đó sẽ nói chuyện với vương ra, có vài việc, người trong cuộc mơ hồ nhưng người ngoài cuộc sáng suốt. Không, người chăm sóc cho an nhiên bản vương sẽ từ từ nghĩ rõ lạc thân vương lảo đảo đi bóng lưng cô độc thiên cơ tử nhìn hắn biết trong lòng hắn khó chịu lập tức chịu phải sự đả kích kinh khủng thế dù là ai cũng không thể lập tức thấu triệt nhưng hắn cũng biết vương ra là người thông minh sau cùng ngài ấy sẽ không chọn việc từ lừa mình dối người nữa vì theo ngài nhiều năm biết tình cảm của ngài đối với vương phi thật sự rất sâu nặng nếu ngài ấy thật sự thoát khỏi màn giả tưởng mà sở kính tạo nên cho ngài ấy, thì ngài ấy sẽ vì vương phi mà không màng gì nữa. chương 674, Huynh tin nguội. Đến đêm an nhiên đột nhiên sốt cao, may thay thiên cơ tử cạnh giường chăm sóc, đến giờ tí đã hạ sốt, thiên cơ tử sai người đút cháo rồi mớm thuốc, tình hình coi như ổn định rồi. Nhưng hắn lại sai người đi báo cho lạc thân vương là tình hình của an công chúa bỗng nặng hơn. Trước khi lạc thân vương tới, thiên cơ tử nói với An Nhiên, ban ngày tại hạ đã nói với vương gia là hôm nay công chúa sẽ đi. An công chúa nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một người lạ, xa lạ như thế, khách sáo như thế, cảm ơn. Nghe nhóm người hầu nói, sau khi vương gia đi khỏi lan hương viên thì cứ ngồi trong thua phòng, không ăn cơm cũng không về phòng. An công chúa không lên tiếng, sau khi hạ sốt sắc mặt trắng bệch, trắng kiểu rất kinh khủng. Nàng ta nhắm mắt lại, giống như rất mệt mỏi nên muốn ngủ thiên cơ tử không lên tiếng vẫn canh giữ bên người nàng ta như cũ khi lạc thân vương đi tới an công chúa lại phát sốt thiên cơ tử nhíu mày sao lại thế nhỉ vốn dĩ đã hạ sốt rồi hình như an công chúa nghe được tiếng nói nên mở mắt ra sau đó lại nghiêng đầu ngủ tiếp lạc thân vương nhanh chóng bước tới hắn sốt ruột đi vào rồi hỏi nhỏ sao rồi thiên cơ tử đang bắt mạch nghe thấy cũng tạm thời không lên tiếng chờ trần mạch xong rồi trả lời Sao rồi, lạc thân vương thấy hắn rút tay về, không chờ hắn nói chuyện mà vội vàng hỏi. Thiên cơ tử cũng thấy rất kỳ lạ, thể chất của công chúa rất đặc biệt, ngài ấy giống như bị trúng độc, vết thương bên ngoài gây sốt, ban nãy vừa hạ sốt, một lúc sau lại phát sốt. Trúng độc, lạc thân vương kinh ngạc, người xem kỹ không đấy, sao muội ấy lại trúng độc được? Không rõ nữa, dù có trúng độc, chắc là bị trúng độc từ lâu rồi. Nhưng những năm nay chắc công chúa có uống thuốc kiềm chế, chỉ là vết thương bây giờ quá nặng đã gây hại đến trung khí, vừa phát độc thì không thể cứu chữa. Lúc này thiên cơ tử cũng không nói láo, hắn ta nghi ngờ năm xưa an công chúa từng trúng độc, mà độc tính vẫn chưa hết, chỉ là uống thuốc hoặc dùng cách khác để kiềm chế. Lạc thân vương ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt trắng bệch của an công chúa, người nàng hơi run, đây là phản ứng sợ lạnh khi nhiệt độ cơ thể tăng cao, tuy không biết y thuật nhưng hắn cũng biết nhà đầu ngốc hắn ta vươn tay định sờ lên má nàng nhớ tới cảnh nàng tự tử hắn vẫn cảm thấy đau thấu tâm can như cũ lập tức rút tay về như bị điện giật vương gia ngài khỏe chứ thiên cơ tử nhìn sắc mặt của hắn rồi hỏi nhỏ lạc thân vương lắc đầu không khỏe bản vương chẳng khỏe chút nào thiên cơ tử nhẹ giọng than thở tại hạ đi viết một toa thuốc khác vương gia ngồi với công chúa nhé được lạc thân vương vô ý thức đáp thiên cơ tử đi mấy bước rồi đột nhiên quay đầu, vương ra, lúc tại hạ chữa trị vết thương cho công chúa thì phát hiện trên người công chúa có hơn 30 miệng vết thương, những năm qua khả năng công chúa bị mai phục truy sát liên tục. Lạc thân vương đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên sự giận dữ, gì cơ. Sắc mặt thiên cơ tử ảm đạm, chỉ là đoán thôi, nhưng một vị công chúa hoàng thất, chỉ yên ổn sống qua ngày, không đắc tội một ai, những vết thương đó cũng không thể là ngài ấy tự đâm chính mình được tiên sinh muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Lạc thân vương bỗng nhiên đứng dậy, có thứ gì đó dần dần ngưng tụ trong đáy mắt, lửa giận đang nổi lên. Thiên cơ tử nói, vương gia, công chúa sống ở kinh đô, mà kinh đô lại ngay trước mắt thiên tử, sợ chẳng có mấy người dám giết công chúa hoàng thất trước mắt thiên tử. Vậy thì ai có mối thủ lớn như thế mà ba lần bốn lượt muốn ám sát ngài ấy? Công chúa làm sao mà trốn chạy? Tuy tại hạ bất tài nhưng có thể thấy được, có vài vết thương có thể giết chết người, nếu công chúa không bắt thóp người ta thì sao đến nỗi đó. Nói xong, hắn chắp tay hành lễ rồi xoay người đi ra ngoài. Trái tim của lạc thân vương như bị cái gì đó mạnh mẽ đánh lên, răng nghiến ken két, nắm đấm vô thức siết chặt. Bắt thóp, ăn nhiên bắt thóp ai? Trừ chuyện mà muội ấy nói ra, thì còn chuyện gì có thể khiến muội ấy lâm vào hết trận độc rồi sát hại này đến trận khác chứ? Vừa trúng độc, vừa bị thương, những năm qua, rốt cuộc muội muội của hắn đã trả qua những gì? Nghĩ tới đây, trái tim và thanh âm của hắn đều như bị thứ gì đó đè lên, một sự nặng nề và khó chịu khó nói ra được. Hắn ta vươn lên sờ lên má nàng, bàn tay vừa chạm lên mặt an công chúa thì nàng ta đột nhiên mở mắt, bàn tay nhanh chóng đưa ra bắt lấy tay hắn, khi nhìn rõ là hắn, nàng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, là huynh à. Nàng buông tay, ánh mắt hơi mờ mịt. Trong lòng lạc thân vương rất là đau xót, gật đầu, an nhiên, là tam ca, ngủ đi. An công chúa không nhắm mắt ngủ tiếp, mà là cảnh giác nhìn xung quanh, bất an hỏi, người của muội đâu? Đều ở bên ngoài chờ muội, muội yên tâm, ở chỗ Tam ca, không ai dám ra tay với muội đâu. Câu nói sau cùng của Lạc thân vương, giống như được giết ra từ kẽ răng, cắn sát hận thù. An công chúa lại chỉ nở nụ cười thảm, "Vâng." Một chữ vâng để lộ sự trào phúng, đầy nghi ngờ và không tin tưởng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói mơ hồ không rõ xin lỗi muội không nên tới đôi môi của lạc thân vương đã run rẩy hắn biết an nhiên đang trách hắn cả tin trách hắn hẻn yếu an nhiên hắn nhỏ giọng kêu giọng nói chứa đầy sự đau đớn không thốt ra được tam ca muội muốn ngủ rồi an nhiên nghiêng đầu yên tâm trời sáng muội sẽ đi muội không làm phiền huynh đâu không lạc thân vương đột nhiên hét vang như tiếng núi lở đất mòn khiến lỗ tai an nhiên công chúa ong ong, tam ca tin muội An nhiên quay đầu, mắt đầy nước mắt, nàng cắn chặt môi, khóc muốn khóc thành tiếng, cuột cường mà ủy khuất như thế, lạc thân vương nhìn, trong lòng rất đau xót. An nhiên, xin lỗi, một người lòng giả dạ sát đá như lạc thân vương, thấy muội muội như thế cũng không khỏi xúc động, mà hắn cũng không phải lòng giả dạ sát đá thật sự. Là muội có lỗi với huynh, có lỗi với tam tẩu. An nhiên khóc to, như khóc hết những cảnh gian khổ gặp phải trong cuộc sống, mặt đầy nước mắt, rất thê thảm rất chật vật. Nàng ta vừa khóc vừa nói, nếu huynh còn không tin thì có thể đi tìm những người hầu hạ tam tẩu hôm đó, nếu các nàng còn chưa bị diệt khẩu, bây giờ hỏi đến, nhất định sẽ nói chân tướng cho huynh biết, hôm đó, bọn họ không dám nói. Lạc thân vương nhắm mắt lại, nước mắt chảy như mua, trái tim đau đớn không chịu nổi, cơn giận khó mà kiềm chế. Những người hầu hạ vương phi hôm đó, sau khi vương phi tự sát đều mất tích hết. Lúc các nàng mất tích, trong vương phủ cũng bị mất một vài món đồ trang sức, chắc là các nàng sợ hãi nên trốn chạy, vì các nàng biết, nếu các nàng không trốn thì người chết chính là các nàng. Hắn sẽ đi điều tra, điều tra rõ chuyện hôm đó, mối thủ giết con hãm hiếp vợ, hắn nhất định sẽ báo. An nhiên, sao muội không nói cho bản vương sớm một chút? Hắn nhẫn nhịn sự bi thương, nhưng cũng mang theo sự oán trách. An nhiên che mặt, bỗng nhiên hét lên, điên cuồng kêu la, trong mắt đầy bi thương, muội không dám. Xin lỗi, muội không dám, muội sợ chết. Chương 675, chân tướng. Thiên Cơ Tử đứng ở cửa mà không nói được một lời, trong lòng chua xót khổ sở. Ông ta tất nhiên biết An công chúa làm vậy có một nửa là diễn trò, nhưng sợ rằng sự đau lòng và khủng hoảng này không hoàn toàn là giả. Nhớ tới chuyện nàng ta đã làm mấy năm nay và thái độ đối với triều chính, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp thì nàng ta sẽ không tới. Đại khái, trong kinh thật sự rất loạn. Nếu đã nói sẽ giúp nàng ta, trong lòng thiên cơ tử cũng đã có tính toán. Chợt hắn ta nghe lạc thân vương hỏi, Hoàng Huynh, Huynh ấy, Huynh ấy biết ngươi ở trong điện ngày ấy không? Nếu biết, sao Huynh ấy đồng ý tha cho muội? An công chúa chậm rãi lấy tay ra khỏi mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ban đầu hắn không biết ta ở đó. Nhưng có một ngày hắn qua thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu nhắc tới chuyện ngày ấy, nói ta ở trong điện chép phạt, hắn mới để tâm và nhiều lần dò hỏi, nhưng ta đều giả vờ không biết. Ta cũng căn dặn đám người hầu hạ bên cạnh, nói ngày ấy ta rời đi sớm. Dù vậy hắn vẫn không yên tâm, bỏ thuốc độc mãn tính cho ta. Nếu không phải đại trưởng công chúa kinh mặc của đại lương tới chơi, khi nói chuyện với mẫu hậu đúng lúc nhìn ra manh mối, chỉ sợ ta đã chết từ lâu rồi. Đại trưởng công chúa kinh mặc giải độc cho muội à lạc thân vương nghe được chuyện này dính dáng rộng hơn trong lòng không khỏi tin tưởng hơn thật ra không phải vậy nàng ta không hiểu về y thuật chỉ vừa vặn mang theo thuốc giải độc nên cho ta một bình nhưng thuốc giải độc này không thể hoàn toàn giải hết độc của ta hàng năm ta uống một viên năm ngoái đúng lúc uống hết viên cuối cùng đến mùa đông năm nay mà không có thuốc giải độc ta sẽ phải chết lạc thân vương nói ngay không quan trọng nếu thuốc giải độc có tác dụng Tam Ca đi đại lương tìm kinh mặc đại trưởng xin công chúa cho muội. Cảm ơn Tam Ca, An Nhiên rơm rớm nước mắt và bắt đầu nức nở, nhiều năm qua, chẳng có ai đối xử tốt với ta như vậy. Lạc thân vương vốn chỉ muốn thử một lần cuối cùng, nếu tất cả đều do nàng ta bịa đặt, chắc chắn sẽ không để cho ông ta đi tìm đại trưởng công chúa. Nhưng nàng ta đồng ý, có nghĩa là tất cả những điều này đều là sự thật. Trong lòng lạc thân vương không khỏi thấy nặng nề hơn, cầm tay của nàng ta khẽ nói, muội yên tâm sau này có tam ca ở đây không ai có thể làm hại muội nữa thiên cơ tử đi tới và nói vương gia đã sai người đi lấy phương thuốc bây giờ công chúa cần nghỉ ngơi hay là ngài quay về trước đi lạc thân vương đứng lên hỏi thiên cơ tử tình trạng của muội ấy bây giờ thế nào không quá tốt thiên cơ tử lắc đầu nói vậy bản vương lại ở đây trông chờ muội ấy hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm mới đi lạc thân vương nói chắc chắn hắn ta đã sơ sót với muội muội này quá nhiều năm, chỉ vì vẫn không biết nàng ta sống thê thảm như thế. Trước đó, hắn ta nghe sở kính nói tính tình nàng ta xảo quyệt, thích làm theo ý mình, thậm chí phụ lòng tốt của người thân. Bây giờ nhìn lại, đó không phải là lòng tốt của người thân, đó là ác ý. Thiên cơ tử gật đầu, được, nếu vương ra ở bên cạnh trông, vậy tại hạ lại đi giám sát đám hạ nhân sắc thuốc. Ông ta nói xong thì đi ra ngoài. Gần sáng, An công chúa mới bớt sốt, theo dõi nửa canh giờ thì quả thật không sốt nữa, lạc thân vương và thiên cơ tử mới yên tâm rời đi. Ra khỏi cửa lan hương viên, bọn họ dặn dò hạ nhân phải chăm sóc cẩn thận, không được để xảy ra bất kỳ sai lầm nào, nếu công chúa lại sốt thì phải báo lên ngay. Tiên sinh tới thư phòng đi, bản vương có chuyện muốn nói. Lạc thân vương nhìn tia sáng le lói phía chân trời, ánh mắt trở nên kiên quyết và lạnh lùng. Được, thiên cơ tử không hỏi, chỉ đi theo hắn tới thư phòng. Sau khi vào thư phòng, vừa đóng cửa, Lạc Thân Vương đã hỏi ngay, còn chuyện gì mà bản Vương không biết, đều nói hết đi. Thiên cơ tử hỏi, Vương ra, không bàn về chuyện của Vương Phi, chuyện liên quan tới lá thư đã đưa ngài xem hôm qua, ngài tin được bao nhiêu. Lạc Thân Vương trầm ngâm một lát mới nói, đốt núi lang vĩ làm hơn 5.000 người chết cháy, lại ổn định nạn dân ở An Thành, muốn bọn họ phải chết đói bản vương vốn không tin những chuyện này lắm, thật ra không phải bản vương tin huynh ấy, nhưng chuyện này có lợi gì cho huynh ấy. Tổn hại tài đức sáng suốt của huynh ấy, sau này ở Bắc Mạc, sợ rằng hoàng đế là huynh ấy mất hết lòng người. Huynh ấy sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nói vậy tất cả những điều này đều là do Tần Châu thông đồng với mộ dung khanh dở trò. Thiên cơ tử chắp tay, vương ra, có lẽ có người có thể nói rõ với ngài chuyện này. Ai, lạc thân vương chợt ngẩng đầu lên, tiên sinh, người quả nhiên giấu bản vương rất nhiều chuyện. Thiên cơ tử cười gượng, tại hạ không định giấu. Chẳng qua an công chúa không tới chuyến này, tại hạ nói, liệu vương gia sẽ tin sao? Nếu vương gia không tin lời của tại hạ, vậy người được tại hạ tiến cử, chỉ sợ vương gia cũng sẽ không tin. Lạc thân vương đặt tay lên thành ghế, khẽ thở dài, người ngồi đi, nói tỉ mỉ cho bản vương nghe, người muốn tiến cử ai? Người vẫn luôn phái người nằm vùng ở Kinh Đô, đã nghe được những gì? Ngươi nói đúng, nếu trước kia ngươi nói những lời này với bản vương, sợ rằng lạc thân vương phủ này không chứa được ngươi nữa. Tiên sinh, nếu bản vương không có ngươi, chỉ sợ sẽ làm sai rất nhiều chuyện. Thiên cơ tử cười, vương gia, nếu tại hạ không có được ơn chi ngộ của vương gia, cũng không có thể bình an như hôm nay. Ông ta hắng giọng nói, thật ra từ ba năm trước, tại hạ đã bắt đầu lần lượt phái người đi kinh đô, nhưng không dùng người của vương phủ mà là bằng hữu giang hồ của tại hạ ngày trước. Trong vụ cháy ở núi Lang Vĩ, người của Tại Hạ bám theo người của Tào ra tới núi Lang Vĩ, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bi thảm nhất trần gian đó. Chuyện này đã gây chấn động rất lớn, bởi vì vụ cháy này, Tần Châu mới quyết định làm phản, lập tức sai người đi đại chu đón Sở Nguyệt Vương ra về. Đồng thời, hoàng thượng còn đưa hết dân chạy nạn vào kinh đến An Thành, nói là cố gắng ổn định, thật ra là muốn để cho bọn họ chết đói. Bởi vì triều đình tuyệt đối sẽ không chuyển lương thực và thuốc men tới An Thành thậm chí hạ thương mai nghiên cứu ra thuốc tốt loại bỏ ôn dịch hoàng thượng cũng không truyền xuống hắn ta cố ý muốn giữ lại ôn dịch này để giết chết người trong khu gặp thiên tai làm như vậy có thể có thừa lương thực và thuốc men vận chuyển tới chiến trường lạc thân vương nhíu mày ngắt lời hắn ta không đúng lương thảo của đại quân đã chuẩn bị từ trước sao còn phải cướp lương thực của nạn dân để vận chuyển tới chiến trường thiên cơ tử nói vậy phải nói tới chuyện trước đó bắc mạc bị động đất ôn dịch bạo phát Hoàng thượng muốn ngăn chặn sự phẫn nộ của dân chúng nên thông qua cách thức đình chiến, bảo người Đại Chu đi mời An Nhiên lão vương gia của Đại Lương quốc tới kinh đô. Về phần tại sao lại muốn cho người của Đại Chu đi mời, chỉ sợ vương gia cũng hiểu rõ. Trước đó, bởi vì kinh mặc đại trưởng công chúa tới chơi, hoàng thượng đắc tội nàng ta nên hai nước vẫn không lui tới. Nhưng cuối cùng không mời được An Nhiên lão vương gia, ngược lại mời được Hạ Thương Mai Nhiếp chính vương phi của Đại Chu tới vì có hiệp ước đình chiến nên mộ dung khanh cũng đi theo nhưng sau khi bọn họ đến lại bị hoàng thượng lạnh nhạt hóa ra hoàng thượng căn bản không định thật sự trị liệu dịch bệnh chỉ muốn dẹp yên sự phẫn nộ của dân chúng không muốn trong nước sinh biến cố đồng thời có thể dụ được nguyên soái trước trận mộ dung khanh tới đại chu lấy điều này để khống chế bắt tần châu tiếp tục xuất binh nhưng tần châu cũng là một người tính tình quật cường nàng ta cảm thấy nếu đã đình chiến thì không thể nhân lúc mộ dung khanh và hạ thương mai ở bắc mạc trị liệu dịch bệnh mà khai chiến được cho nên không để ý đến ý chỉ ra lệnh tấn công của hoàng thượng hoàng thượng bất đắc dĩ cuối cùng âm thầm thông báo cho nội ứng trong quân lấy lý do quân cánh phải bị đại chu đột kích để chọc giận tần châu tần châu quả nhiên trúng kế đại quân sông về phía trước cũng chọc giận tiêu kiêu đại diện nguyên soái đại chu tiêu kiêu nóng giận đã đốt cháy quân lương dự trữ của quân bắc mạc vụ cháy lớn này cháy vô cùng kỳ quái Tại hạ nghe nói là do lửa trời đốt, nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết được. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 45